Rồi ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta tiếp tục quay trở về cái này, ta tiếp tục quay trở về với lại cái giải đấu đấu trí hiện đánh dở. Chúng ta đánh nốt cái phần còn lại. Thì giờ bắt đầu đánh từ khoảng tầm này, khoảng tầm 3 giờ 45 chiều. Đánh tiếp xem thế nào. Thì tình hình hiện tại thì top 1 hiện tại vẫn không thay đổi, tức là cái tỷ lệ thành công là vẫn còn. Chủ yếu bị giới hạn vấn đề về vàng thôi. Đấy thì giờ sẽ đi tiếp xem tình hình thế nào nhé. Ở đây còn 64 lượt nữa. Đây dính ngay cửa Milan núp dưới. Khởi đầu nó hơi vô duyên một tí. Thì ra giúp dưới mà chơi nhiều con miễn dịch mê hoặc thì cũng được thôi, chẳng con nó roll nó tốn. Đấy có Mila miễn dịch mê hoặc, Luffy miễn dịch mê hoặc là hai con này. Mình có Aokiji, có Robin, có Kaya, có hy vọng này. Giờ sao được cản Akainu nộ sớm. Nhưng ở đây hiện tại bây giờ mình có thể dùng con nếu dùng Luffy đấm trên thì không tiếp cận được con dưới sớm. Nếu mà hy vọng kiên băng nhiều thì cũng được. Rồi về Mila ở dưới thì Robin bắt thẳng con Luffy đi. Thì Aokiji kết hợp đây mà cho Robin nó giảm nộ nhiều thì mình nghĩ là cũng có thể hy vọng được. Con này nó đấm thì nó tăng nộ cho Luffy đúng không? Thì vậy thì Luffy để vầy Luffy nộ sớm này. Bây giờ chủ yếu là để con nào trước con nào đây. Thì ra để Mila ở dưới an toàn hơn nhỉ. Mila ở dưới. Để con Robin bây giờ. Mình đang định cho Robin độ sớm. Nếu để Mila ở dưới thì cái xác suất cũng chưa chắc. Nếu muốn chắc ăn độ sớm được thì phải để con này lên trên. Thì Aoji phải lùi xuống. Phải để con này lên sớm không thì chắc phải cho Robin độ chậm một tí mới căn dễ được. Thì mình để cái này thì chắc ăn là con Mira búp thì chắc chắn nào gì sẽ độ sớm được này. Nhưng dù lù lại thiên băng thì ra hơi chậm một tí. À chưa chắc, tại nếu Mira mèo trúng nào cái gì thì sẽ không độ sớm được. Tại cái đặt niềm tin nó không mê hoặc đi, để cho dễ, cứ để vầy đi. Hoặc để Mira nên đánh sớm một tí, biết đâu mê hoặc linh tinh. Thôi cứ để vầy nhé, cái xác suất nó cũng lớn đấy. Nhìn đen đen thì vẫn thua nhưng mà cái rủi ro nó không cao lắm. Tấn công nhé. Mày học chúng còn Miela miễn dịch với đâu, còn né tránh. Nếu mà cái khóa là Luffy à. Ở dưới chờ thiên băng nó ra nó nhây con Akainu. Đánh tận thiên cao thì hơi cổ rồi. Ui mày học chúng rồi, con AVG. Thôi không sao. Nhanh thì một tí không hiểu. Bây giờ Miela mà mày học chúng Akainu rồi đấy. Đánh chúng Sanji mà không mày học có Robin giảm nộ xuống thì thời Akainu cũng chưa nộ đâu. Biết đâu mà để choán được con Miela chứ. Nãy đen quá đang khóa với Aokiji. Choán được Akainu với Luffy quá tốt rồi. Vì khóa tí mấy nhưng mà Luffy đấm lên vẫn có lợi thế. Mila có phải mê hoặc chúng con nào không? Mila vẫn sống mê hoặc con nào không? Mê hoặc con nào không? Chúng Akainu tuyệt vời rồi. Yên tâm rồi. Cái con nguy hiểm nhất là bị khóa là yên tâm rồi. Rồi bơm máu lên rồi. Ok bây giờ thông thả giết thôi. Xuân sẻ đấy. Đợt này thấy ở trên fanpage có cái dự đoán cái để phát thưởng cốt ấy. Thì cho giải đấu đấu trí này thì thấy người ta yêu cầu dự đoán top 2. Như vậy là cái việc của mình lên top mấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều việc dự đoán các bạn đấy. Tại nếu là sử mình lên thành công top 1 ấy thì đồng nghĩa về cái bạn top 1 sẽ thành bạn top 2. Với điều kiện tất cả đều đánh hết lượt rồi đúng không? Như vậy thì đồng nghĩa mà thấy khá nhiều bạn dự đoán các bạn top 2 hiện tại là top 2. Nên này ra nếu là sử mình lên được có thể nhiều bạn mất cốt. Thôi kệ, cái đánh lên được thì được, không được thì thôi. Lại gặp trận này tiếp rồi. Trời này đánh cái rủi ro nhiều, Mila đứng sau không bắt chắc chắn được. Phải còn Akainu đam to nữa, rất rủi ro luôn. Nhưng cũng phải bắt thôi. Phát này không có búp thì hơi khiếp nhỉ. Nếu là Zekaku đạp đây thì sao? Zeo gắng khống chế Akainu đập nhưng mà cũng khó lắm. Này rủi ro hơi lớn mạnh hơn đấy. Aokiji hai búp là búp này không yên tâm. Có một búp với đau ấy nhỉ. Một búp thì hơi sợ Mila mê hoặc trúng búp và Sanji thì cho Sanji khóa nộ Akainu sớm. Với Nami phá nộ tiếp.
Nên đây mình có lo để ướm ướm này đi. Kể thêm con nữa khỏe khỏe tốt hơn mà cũng có. Nếu đủ rốc cô đai đây sao nếu để con Sanji nhây đây thì khóa được hai con. Nếu để Nami dí thẳng Luffy thì Akaru đánh vẫn trúng Nami mới mất nộ. Nếu mình để như vậy thì đây mình để sao hợp lý nhỉ. Nếu để Rokodai đánh phát trúng con này mình mới bắt được Miela sớm nhưng không biết bắt được không. Sanji đạp đây phát, Nami đánh đây phát thì mình sẽ bắt được Miela tuần 1 đấy. Mình để như vậy bắt được Miela tuần 1. Nhưng mà tuần sau thì có bắt được không? Nếu mình để con Nami xuống dưới thì khác mình bắt được lâu hơn tí. Nhưng mà nếu mình để như vậy này, thì có Rokodai đánh cái này mất tim máu này. Thì con này Nami đánh trúng hai con này đánh trúng thì mình tê liệt con này nhiều hơn. Nhưng mà đây hiện tại do mình thì đang muốn là để con Sanji bắt con Akainu cơ. Hay cứ để khóa con Luffy đi. Mà đam nó hơi bé, mà chọn con này đam hơi bé. Ở với mạnh hơn tí nữa, chồng vẫn bất an. Sợ không kết liễu được lại rủi ro ngược. Tại địch nó đam to quá đồng nghĩa việc mình phải kết liễu địch nhanh nhanh. Giết không nhanh thì nhiều khi mình là thằng toy. Mà Rook nó tiếp cận hơi khó, mà Rook thì phá nổ thì tốt. Mà Rook cho dí đây Luffy khỏi nổ. Nhưng mà Robin thì đây thì hơi khó nhỉ. Mà nếu mà chơi nhiều boost thì Robin nổ hoài thì sao? Đây có tận 3 boost mà chơi Robin nổ sớm. Nếu chơi cả Robin cả Brook nổ sớm. Cái này đánh bầy có thể Eva nổ cùng luôn. Tất nhiên với điều kiện là nó không mê hoặc tinh tinh nhá. Chứ nếu nó mê hoặc tinh tinh thì mình cũng mệt đấy. Thực ra nếu dùng Brook thì khéo giết là Luffy đấy. Không có búp máu thì hơi khiếp một tí. Nhưng mà khéo phải bắt thử phát đi. Thôi như bây giờ là mới tiếp thì tốn lắm. Mình cứ thử phát nhé. Tất nhiên có rủi ro Mila mê hoặc chúng mình thì ba con này không làm miễn dịch mê hoặc cả. Nhưng mà cứ thử một lần đi. Biết đâu Robin lại choáng nhiều. Tấn công thử nhé. Chưa mạnh lắm đâu nhưng mà thử tí. Cái rủi ro là vẫn hơi lớn đấy. Biết rủi ro nhưng mà nhiều khi muốn đánh tiết kiệm vàng thì vẫn phải đánh điều một tí. Thì quan trọng nhất là lúc con Mila đánh thì đánh trúng vào Brook, còn Robin thì mình vỡ mặt này. Còn trúng con Boop thì đỡ. Đánh trúng vào Brook là may không mê hoặc. Vậy thì Brook tấn công được, Robin cũng nộ được. Brook thì nó trâu hơn Robin, Robin nó hiệu ứng tốt hơn thôi. Thế là Eva mà mê hoặc được 3 con không biến dịch mê hoặc thì tốt. Cái này choáng là Luffy một lợi thế này. Eva giờ mê hoặc được Akainu đẹp nhất. Chứ còn Miela Luffy nó miễn dịch. Không được con nào cả. Chuẩn bị Robin nộ tiếp nào. Brook Robin nộ tiếp. Xong Eva nó nộ tiếp luôn. Giết được Luffy một lợi thế này. Nhưng có giết nốt được mấy con kia không? Tại Akainu đam cũng to lắm nên lợi dụng con Robin giảm nộ xuống thì Akainu khỏi nộ. Giờ sao phải kết liễu con Miela mới yên tâm này. Mê hoặc Akainu không? Gần chết Akainu vẫn có lợi thế. Robin đánh về chết rồi sẽ khóa được con phía trên đấy. Nhưng quan trọng đừng ui thôi đừng có mê hoặc Robin nhá. Không trúng Robin là ngon rồi, mình sẽ khóa được Akainu giết luôn nó. Ok yên tâm rồi. Rồi Brook kết liễu là xong. Rất là lo luôn. Mấy cái trận kiểu con tướng nguy hiểm núp sau không bắt 100% được rất là rủi ro. 62 trận nữa. Cái này lồng hai con này với nhau là hơi mệt này. Bây giờ phải thiếu là khỏe khỏe tí bắt từ xa. Chứ bắt gần là sẽ xác suất bị con này khống chế. Nhưng mà mấy con đi cùng nữa không quá khỏe đâu. Chủ yếu bây giờ căn làm sao hợp lý thôi. Đây là cái búp thì xịn nhưng mà Kalimpa chắc hơi khó, mạnh hơn đi. Hay chơi Akainu nhiều búp. Mỗi tội lo đánh sớm nó khống chế thì hơi xoắn tí. Thế để các bạn đang đánh một phát đây nhá, thì chỉ chấp nhận hy sinh một búp ra hứng thì vẫn giữ được hai búp ở đây mình căn xem thế nào hợp lý. Bây giờ nếu mình đánh vậy lúc đầu full máu thì nó lo sẽ bắt mình là con Madelang, con Chopper. Thì lúc đấy mình ấy, một là mình nhả Madelang thì mình để Chopper búp lên được. Không thì bây giờ mình xem là sao hợp lý thôi. Giả sử nếu mình để như vậy thì turn 1 thì chắc chắn được 2 búp với con Akainu 75 nộ, thì turn sau chắc chắn là mình sẽ đủ nộ. Và lúc đấy thì cũng không biết lo sẽ tiền điện chúng con nào, nhưng mình sẽ nộ được Akainu. Trường hợp Akainu mình quá nhiều máu thì lúc đấy mình lại bị hỗn loạn thì có thể mình sẽ bị kẹt. Không thì mình sẽ lợi thế lớn là sẽ nộ được con Akainu. Mà lăng đến đánh phát xong rồi coi như đứng yên rồi thì cũng không vấn đề gì lắm. Còn nếu là giả sử mình nhả Chopper ra thì có nộ sớm. Không, lúc đấy xem búp nhé. Lúc đấy kết thúc ở đấy là búp là vậy thì búp không nộ sớm được. Nhưng nếu mình nhả con Mazelang và Chopper đánh một phát để mình lấy tổng thể bọn này thì nó bắt Mazelang với bắt Chopper. Thì đấy tổng thể cái lũ này của mình sẽ được ở đây là
bao nhiêu mình sẽ được tổng thể là nó tê liệt vã, không để chopper lên trên này hay hơn này. Để VV xuống dưới thì nó bắt vầy thì mình bắt vầy thì mình sẽ được chopper phát vầy gây tí đam ở đây luôn trước khi ấy. Thì đấy mình được tổng chỗ này là 3 bút đều ra đòn được thì mình sẽ được 75 nộ. Thì ở sau này thì Mia mình sẽ nộ sớm được, mình sẽ lợi thế hơn chút xíu. Để kéo mình nhả Man sẽ lăng thì đường đỡ kích thêm tí nộ cho này, cho là Ivan Udam chính thôi. Đánh thử nhá, cũng rủi ro nhá, thì mình không khóa con lo được. Nhưng tất nhiên mình để lên khóa thằng lo thì nguy cơ ho đi để bắt ngược, nên cứ để vậy tấn công thử đấy. Nó sẽ bắt chopper của mình. Hỗn loạn kệ thôi, quan trọng mình búp cho con Akanu nộ sớm. Kể ra mình để con Mangang rùi xuống một nhịp thì chắc nó nộ luôn đâu. Thì đây bị không bị nhục chí chắc chả nộ sớm được đâu. Ok, cứ để nguyên vậy. Quan trọng bây giờ Minella con Akanu có làm được nên điều kỳ diệu không? Để kỳ vọng hai con đấy là chính thôi. Bây giờ Mila đầu tiên sẽ mê hoặc con Chopper, không biết mê được thêm con nào không? Được thêm con Jimmy thì tốt quá. Akanu nộ lên đánh trọng thương địch này. Thằng nữa Chopper búp máu lên tiếp để cứu con Mangang, không biết có cứu kịp không? Nhưng trước mắt là mình giết được con GB đỡ một chút rủi ro này. Bây giờ sao giết được con lò ra đẹp. Mình có khóa chopper nó cũng chưa đủ nộ đâu. Chỉ sợ nó khống chế con Akanu của mình thôi. Bơm thêm máu để mà rằng vẫn sống được. Bắt chúng chopper tốt quá thì Akanu mình sẽ nộ được. Mê hoặc chúng con nào đây? Mê hoặc chúng con lò. À không, chả cần mê hoặc chúng lò. Akanu nộ là chết lò. Không khóa là Brook nhưng mà Akanu nộ chết lò là yên tâm đấy. Chết lò, chết chopper, chết luôn cả ấy rồi. Ok, yên tâm đấy. Quá tuyệt vời. Lúc sau Brook cứ tưởng chết rồi nên vẫn đánh thêm một lần rồi nhỉ. Nên không sao, kiểu gì nó cũng ngại chết thôi. 61 trận. Này không bắt cứng được con Boa rồi. Thế là bắt rủi ro thôi. Fuka hơi bất lợi, mấy con này nó miễn dịch mê hoặc nhiều quá. Con lo với Kaku, lo Kaku đánh nó cũng đau đấy. Kaku ở dưới đánh nhiều hơn, mà Kaku ở trên đánh chúng còn nguy hiểm hơn. Đây có một búp. Nếu dùng một Center Maru con Kid thì nó vô tình để kích nộ cho địch nhỉ. Phải cho mạnh hơn tí nữa đi. Có Robin thì bắt khóa cứng được một con, nhưng Zoro thì hơi sợ con Boa. Nhưng bù lại lại có búp nhiều. Chỉ sợ búp con Zoro hôm nay nó bị hóa đá, cái đấy thì rủi ro. Nhưng mà đây búp thì đây chắc dùng Sanji nhây hay hơn. Và chấp nhận Robin lùi xuống tí. Thì con Zoro rất là tanh, con Usopp rất là tiện, nhưng này bất lợi cho con Boa. Nhưng mà đây địch không có búp. Như vậy thì để vầy hoặc để Robin bắt sớm. Hoặc không để Sanji nhây thì chấp nhận nó nộ chậm một tí thì chỉ để bắt thẳng con này luôn. Thì khi mình giết chết được cái con Dorsun mình sẽ khóa con Boa luôn. Thì để vầy cho Sanji nhây thì cấm thích nộ con này. Và Robin đánh thường nhiều tí ăn choáng được. Thì Kaya hai búp hỗ trợ lên. Con giáp cũng lợi thế tí về búp. Hy vọng không bị hóa đá nhiều nhỉ, đánh đi. Nếu bị hóa đá nhiều mình thua, nếu không bị hóa đá nhiều mình lợi hơn. Tại Robin giảm độ nó choáng càng yên tâm. Chẳng qua mình chỉ sợ cái bị hóa đá thôi. Đặc biệt con Zoro bị hóa đá là nó cóc cắp hồi máu được. Nếu mình giết được Dorsun sớm thì coi như mình khóa được con Boa luôn. Sáng gì nó nộ sẽ khóa con Luffy không cho nộ. Búp chặn đòn chúng Robin là lợi nhất ấy. Vậy chúng một con Kaya vì Robin nó chặn đòn sẽ choáng. Đây vì chúng tôi bị hóa đá mất rồi. Trời ơi, hóa đá. Zoro không nhanh chóng giết chết con Dorsun đi là nó nguy hiểm. À Zoro sắp sửa nộ. Có hy vọng. Cái nữa còn đấy là mình vẫn an toàn, vẫn an toàn, an toàn. Tại Boa địch cứ chưa nộ nữa, hết hóa đá bị tấn công ngược lại đâu. Sợ nhất là khỏi hóa đá. Hóa đá nó ngẫu nhiên không biết chúng con nào được. Những cái hiệu ứng mang tính chất ngẫu nhiên rất là khó đoán luôn. Không tính toán trước rồi. Cái này cơ bản là yên tâm rồi đấy. Thì bây giờ con Luffy bị cấm tích nộ là không sợ rồi. Nguy hiểm nhất là cái quả Usopp ấy, con Boa thôi. Hai cái đấy nó chưa ra đi, chưa yên tâm được. Bây giờ thì yên tâm rồi. Bây giờ máu nhiều thì chả sợ, đánh đen lắm thì Rozo phản đam nếu như chết con rồi. Robin giờ nó khóa cứng con Hiredas rồi. Zoro kết liễu thôi. 60 trận nữa, phát này lại cái kiểu lồng hiệu ứng rất là khó chịu mà dù địch không có búp. Nhưng lồng hiệu ứng nhau rất là nguy hiểm nữa.
nó vừa có đóng băng, nó vừa có tê liệt, nó vừa hỗn loạn, nó vừa có mê hoặc, ba bốn loại hiệu ứng cùng nhau. Cái trận thế này ít nhất là nhiều bút để khống chế cái tê liệt, để khắc chế cái tê liệt con lo. Sau phải nộ sớm để tránh trường hợp bị đóng băng, và có tí biến dịch mê hoặc để tránh mê hoặc. Rất là lằng nhằng. 60 trận nữa làm sao đánh trong năm cho ca vàng đẹp nhất. Lẹp lẹp một tí thì cũng thích lắm. Boa không sợ này, Robin, nếu Robin khóa cái này rủi ro bị mê hoặc phía sau, Lapite không phải 100% mê hoặc. Nhưng mà nếu mình kiếm được hai con khống chế lồng nhau thì tốt hơn, mà không kiếm được nó mạnh hơn tí nữa đi. Usopp Aokiji, Dosun cũng hên xui lắm nhỉ. Hay lấy lợi thế độ sớm mà nó, nếu dùng Dosun hên xui choáng, chưa chắc đã choáng. Khổ vậy chứ không chắc chắn nên rất là khó khăn. Búp thì hơi yếu. Tại mình đi để kiểu này này. Nhưng mà chỉ cần Dosun hụt một phát ấy thì con lo sẽ bắt luôn con búp của mình. Mình căn nộ rất là khó. Rất là khó để cơ. Mà con lo lại nguy hiểm hơn. Thôi cho mạnh hơn tí nữa. Hai búp, búp này không liên tục, rất rủi ro. Lozeo hai búp. Con gác thì hơi yếu nhỉ. Gác của Kizazu, Center Maru, Ryu-si hơi yếu, chắc cho con gác đi. Đời test thử xem thế nào sẽ hợp lý này. Con lo có thể cho đánh từ xa được. Ví dụ để con lo bắt ở con Zoro thì bắt lên con lo tân 1 được. Sau mình để con này hứng ở trên thì con Zeo núp sau. Vậy vẫn phải hy sinh một búp. Nên mình cắt được cho con nào hứng đòn ấy mà. Không có rủi ro có thể lại bị ấy. Giờ mình thì mình muốn mở cửa cho con búp hơn. Không thì mình dùng Ryu-si thay cho con gác đi. Nhưng chắc là để con búp có thể bị khống chế. Để cho Ryu-si đánh đây. Để tập trung mình giết con lo sớm. Tên 1 chắc chắn mình bắt được con lo rồi. Nhưng mà lúc đấy mình không giải quyết được cái khiên băng. Cũng dở. Không giải quyết được khiên băng thì rủi ro vẫn lớn. Thôi cho mạnh hơn tí nữa đi. Luffy, Robin, Book, A, chắc chơi hai Book. Cái con Robin thì bắt trường hợp này khó hơn tí. Ví dụ là bây giờ mình để cho con Luffy với dịch mê hoặc đứng ở đầu đấm luôn đi. Kệ sử nó chết đi, coi như bị khống chế thì Robin núp sau để khóa con lo. Mình bắt buộc phải để một con A ở đây, nhây ở đây, con Book lên trước, để có gì nó tê liệt xuống con Luffy con này. Thì Robin ấy sẽ đứng sau bắt. Để con A ở đây đốt cháy phía sau, cho con Book phía sau này nhé. Để vậy cho A nộ sớm đốt cháy sớm. Nhưng mà rủi ro cái khiên băng là cái rủi ro lớn nhất. Thì đánh như vậy khiên băng rất dễ vào chúng vị trí con lo, mình sẽ bị đóng băng ngược. Đấy là cái điều giờ giờ. Còn nếu mình cho cả hai búp lên, mình khóa mất cả hai búp thì chẳng có giá trị gì. Và không thì để con A lùi xuống bắt dưới này này. Để chấp nhận Luffy không ra tí đòn nè. Thì đấy con này đánh mất tí máu đây thì khiên băng tỷ lệ cao sẽ trúng chỗ này. Thì đấy nó bắt con này bắt luôn con trên này của mình. Thì bút được phát nộ không? Thì đảm bảo bút được hai nộ thì hai con này nộ sớm được. Hai này nộ sớm được thì may ra mình bắt được, chứ còn chưa chắc. Chưa chắc ăn nhưng mà may ra được. Xong rồi như vậy tên 1 bắt vào trong linh tinh rồi, sau Luffy Robin nó nộ lên được thì nó búp tí nộ, may ra Luffy nộ đấm được con lo. Thì chưa chắc nó nộ được với Lapite giảm nộ xuống. Nhưng mà với lợi thế đang có nhiều sai số thì khéo cũng nên đánh một phát. Thử vậy phát xem sao nhé, cũng chưa chắc chắn đâu nhưng mà thử một tí. Thì bắt Luffy bắt con Cindy của mình. Hỗ trợ cho Robin A có tỏa sáng một tí nào hay tí đó thôi. Để tránh cái khiên băng nó trúng ở chỗ Robin đánh ấy mà. Nhưng mà chỉ được turn này, turn sau nó lại vất vả thôi. Nó chấp nhận rồi. Đấy, chờ cơ hội cho Luffy tỏa sáng. Luffy bao nhiêu độ nhỉ? Luffy 76 độ, nó giảm xuống thì con Robin đánh tăng lên. Thì cơ bản Luffy cơ hội nộ, may ra đấm chết được con lo. Đấm chết được lo, nó nộ liên tục thì may ra nó đấm trực tiếp con Aokiji. Đốt cháy rồi. Phát này quan trọng là phát này con lo không được phép hỗn loạn con Luffy. Nó hỗn loạn Luffy thì mình lại vỡ. Nó chỉ tê liệt thì mình sẽ đấm được con lo đấy. Xong cái nhà xóa bất lợi, Robin lại ra đòn được. Nó có thể nó quá Aokiji. Thì phát này có hy vọng này, phát này có hy vọng này. Thấy Luffy nó đấm lên. Mình còn Cindy búp nộ nữa.
Zoro chắc chắn là thiếu nộ rồi. Này búp lên tiếp được Luffy nộ lên đấm chết Akainu. Xong Robin với A cố gắng nộ lên nữa thì chắc là có thể hy vọng được. Phản đam tí Robin đầy máu không sợ. Nói chung bây giờ mình lắm tướng rồi mình không sợ. Kết liễu luôn. Thì tại xếp hàng của bạn Min vẫn còn tăng trưởng được tiếp. Nhưng mà bạn đầu thì đang dừng rồi. Nói chung mình chả biết các bạn dừng ở cửa bao nhiêu thì mình không ở trong nick các bạn ấy. Mình cứ đánh theo khả năng của mình thôi. Đấy, có Luffy, có Lucy, có Miela, có Eva, Hiredat và Ryushi. Hiredat giảm nộ phải thích hơn. Luffy đấm hàng giữa là sướng nhất. Nhưng mà giờ đánh kiểu gì cho tiện. Có lẽ giờ Luffy đấm đây thì đứng yên thì cũng phí. Để đây cho đấm nộ. Cái này xuống giảm nộ Usopp ở dưới sẽ mất búp. Để con này Eva hy sinh ở trên. Để Lucy con này đập xuống. Để Lucy đạp ở trên. Nó có rủi ro Lucy đánh choáng mình nhưng mà kéo để không để Luffy đứng sau đi. Chắc máu trả nộ sớm hơn mình được mấy đó. Thì giảm nộ không cho Usopp nộ sớm cho Luffy đấm dần dần. Thì để con này hứng ở trên. Nó không để Miela lên đầu con này. Mình Luffy đứng đây hứng đòn thì hơi phí. Muốn hứng bớt cái choáng vậy thì để con này xuống dưới. Liệu Lucy có nộ sớm không nhỉ? Cái này chắc là mình mất búp rồi, phải để cái này lên trước thì may ra nộ sớm rồi này. Thử để vầy xem có nhây được không nhé, cũng hơi khó đấy, mình thử đấy. Sợ may nó tỏa sáng nó choáng nhiều, tấn công thử nhé. Mình làm mình học trúng cái nào không? Trúng được con Lucy đỡ rủi ro một tí được con, cho hai con giữa. Luffy chặn đòn là tốt. Mày học tiếp không? Không khóa được con nào rồi. Lucy nộ được, giết được Lucy địch không? Đánh 5 lần chắc giết được đấy. Giết được một con đam rồi. Xong rồi giảm nộ địch xuống tiếp nào. Xong Luffy đấm giảm đam địch xuống tiếp thì tạm thời đang nhây được. Vì Lucy thì bị nộ tiếp. Khóa được Usopp một lợi thế rồi. Lucy vẫn chưa đủ nộ, tơn sau mới nộ được. Gần giết được, được Usopp với lại Conis rồi. Ủa giết được Conis rồi. Luffy đấm thì kết liễu con Ken trước khi nó nộ rồi. Chưa chết thì ghét, thế mà biết được tí máu không chết. Nhưng vẫn đang nhây tạm được. Biết đâu mi lại mới học được cả Dorsun luôn. Mới học được Dorsun luôn thật rồi, yên tâm rồi. Lucy kết liễu nè. À cái vách sắt đang bảo vệ cho con Usopp. Chưa giết rồi. Nhưng mà con lợi thế rất lớn. Eva tấn công có giết luôn Usopp không? Ok ngon rồi đấy. Khóa luôn Dorsun là tốt quá rồi. Yên tâm rồi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, còn 58 cửa nữa. Xếp hạng bạn Mi vẫn đang tiếp tục tiến lên tiếp. Như vậy là mình vẫn chưa biết ai thực sự sẽ là người cao nhất. Nên cứ đi thôi, bao giờ mình cảm thấy mất hẳn hy vọng, bắt đầu mình xả thấp xuống. Bây giờ hy vọng vẫn còn thì cứ đánh lên thôi. Vì đã nhau nằm trong giới hạn vàng cho phép mà. Đây là mùa không chủ đua nên là cũng không đặt nặng vấn đề thành tích lắm. Được thì tốt, không được thì thôi. Một mình con lo là hơi yếu nên cho mạnh hơn tí nữa. Có lo, có Dorsun. Tối qua có bạn đang đánh tiếp thì mình không thể căn được bao nhiêu là an toàn ấy. Chứ còn nếu có kiểu ra dừng hết rồi thì căn nó dễ hơn. Để Dorsun có ăn choáng con Eva đi. Để cái A đấy đốt cháy phía trên thì cho hai búp hỗ trợ với ngày nổ sớm. Cái này xuống son le một tí xíu. Chắc để về đánh luôn. Choáng thành công Eva một lợi thế. Choáng tiếp là tốt rồi. Quan trọng là mình cần trong top 10 ta không có sự thay đổi nữa thì mình yên tâm được. Hỗn loạn được 3 con nó khá là nhiều đấy. Mỗi tội búp không liên tục thì bị tê liệt một tí. Nhờ có A đánh bồi phía sau chắc giết được lo. Đo xuống thì giết được một được 2 búp luôn rồi. Cơ bản là win đấy. Ô không lo không chết à? Nếu đánh xong phát nó tự chết, nó chưa nộ được không sợ. Nếu chưa nộ không bơm được máu nữa bị đốt cháy tự chết thôi. Ok yên tâm, bây giờ thông thả giết nó con Zoro đó.
Là mới xếp hạng tiếp theo là 118 lên thêm nhé. Đây là 120 này. Cái này rất là quyết định đến việc mình quyết định mình đánh gắt hay không nhé. Đấy, nó giả nó cũng là rủi ro lắm. Tại mình mới đang ở trong ở đây có 57 đúng không? 57, 76. Thôi cứ để từ từ bạn đánh hết đi. Thì biết là bạn ấy đang tăng tiếp rồi được. Này ở đây toàn có bình thường. Có một búp. Và rút thì sẽ khử được con này nộ. Nếu mà để con gáp hứng đòn phía trên thì sao? Để đó Sun yểm trợ choáng phía dưới Luffy. Mà sẽ lăng đánh ở giữa. Một búp rồi. Liệu có nhây được không nhỉ? Quan trọng không biết có nhây được không thôi, đấm vào phát ở đây này. Mà đánh ví dụ con này lên trước đi. Không lúc dí xuống sau. Con Luffy thì chắc là mình giết được Luffy, nhưng mà mấy con trên mình chưa chắc là đã giết được. Thế các bạn kia đang đánh thì mình hơi rén rén. Các bạn kia không đánh thì khéo mình lại lầy lầy tí khéo lại được. Hay mình cho thêm búp vào, búp sợ không trụ lâu bằng tướng. Con A này. Hay dùng A xuống đây rồi mình sức rồi giết Luffy sớm. Sau đánh ngược lên trên. Thử để vậy xem sao nhé. Muốn rồi mình giết Luffy đánh ngược lên trên. Mấy con này các bạn biết này nộ khá là đau. Kiểu, nhưng mà con búp thì khá là yếu. Mình không biết có giải quyết được nó sớm không. Có đánh thử phát. Cái việc tiết kiệm nó không cho phép mình dồn quá nhiều, cái này hụt mất rồi. Hy vọng phát sau đó Su sẽ choáng tốt. Choáng thành công rồi. Gáp mà may mắn nộ được thì ngon. Phát này gáp phát này nộ được nhỉ. Nộ được vách sắt thì không sợ con kia nộ. Phát này ăn may đấy. Gáp ở đấy mà bị choáng từ phát trước là mệt. Thế này phát này may mắn là vẫn nộ được. Thì tạm thời an toàn được phía trên. Bây giờ mình giết được Luffy là yên tâm. Choáng thành công này. Giờ group A đánh dồn mà chắc là giết được. A đánh thêm phát nữa là mình như chết đấy. Thì tạm thời gáp vẫn đang tanh ở phía trên được, khá là ngon. Phát này may con quả cuối Hody nó choáng hụt đấy. Nếu không là mình cũng mệt. Giết được Luffy chắc chắn rồi này. Giết được còn Hody rồi. Còn gáp lại nhây nhây tiếp lên trên, bắt đầu mình có bắp mình khóa được con búp cho đỉnh đỡ nộ liên tục. Nó còn Jessica hứng tạm đòn tí. Giết được con Kiwi là con Zoro khỏi nộ. Quan trọng phải giết được nó chưa. Thế còn Jessica chắc chỉ trụ một cú nộ là cùng. Đòn xuống này giết được con Kiwi mà choán được con Zoro rồi đẹp. À giết luôn cả Zoro thì quá tốt rồi. À Zoro nó còn mạng hồi sinh đấy. Nãy chỉ là choán thành công thôi. Ây nó cháy tiếp vào giảm nộ, nó dính đủ trí cái thứ rồi, nó không trả nộ đâu. Choáng rồi, choáng tiếp rồi. Một lúc dí vào cái này, cái này chết rồi. Coi như là Sanji giờ vô dụng rồi, yên tâm rồi. Và kia lên tiếp 121 rồi. Còn hai bạn đầu chắc là dừng rồi. Có bạn Min đang tiến lên tiếp rồi. Tiếp tục còn 56 trận nữa. Mình cũng không thể đi nhanh vào người ta được vì mình đã bị cách rất là xa xuống cửa. Mình cứ đi thong thả lên thôi. May mắn số cho vô địch thì vô địch, không thì thôi. Tướng địch không quá nguy hiểm đâu, nhưng mà nó lại phá nộ nhiều. Có Akainu, có Miela, có Búp. Usopp lại hơi khó nộ trường hợp này. Mà nộ trường hợp này bắn trúng một mục tiêu. Nhưng mà nếu mình cho 3 Búp mà mình cố để cho con Akainu nộ thì sao? Nếu mình để Usopp bắn trên thì bắn trúng được 2 con. Nếu cấm tích nộ bắn trúng 2 con phải lợi hơn là để cho bình thường. Để con Vivi lên che chắn cho con Akainu nó không bị cấm tích nộ. Vì vậy để vầy búp này, con này có như hứng choáng của Van Ogre. Thì để vầy sát xuất Akainu mình sẽ nộ sớm ấy. Kéo được ấy, có đánh thử phát ấy. Cho tiết kiệm. Tại cái sát xuất thành công là hoàn toàn có thể có nhé. Không mê hoặc được, đánh trúng mà không mê hoặc. Chủ yếu hy vọng đam Akainu thôi. Và hy vọng con Khalifa đừng có đánh thường, đừng có tỷ lệ gây choáng, nó choáng là mệt lắm. Bị giảm nộ một tí không sao cả, mình có nhiều búp mà. Akainu vẫn sẽ nộ. Mila mê hoặc được con Van Ogre. Luôn cả Sanji thì càng tốt rồi, xong rồi Akainu nộ lên nữa chắc là Vivi, chắc là Nami với CLG chắc là hy sinh. Quá chết hàng giết con Nami thì quan trọng nhất, thì con Nami nó đánh nó cứ phá nộ bình tĩnh, khó xử lý. Không rơi trúng Nami. Usopp đánh lên thì chắc chết Nami với CLG thôi. Usopp nổi chết mỗi Nami, còn Usopp đánh thường thì chết được nhiều hơn. Mình đang không chế tuyệt đối tốt nhưng không sợ lắm. Khalifa đánh trúng với mình Vivi không sợ.
Mira thì kết liễu ở Shiraoshi. Mê hoặc tiếc con Sanji là tốt rồi. Kết liễu Akanu kết liễu rồi. Bạn này vẫn tiếp tục liên tiếp 122. Như vậy áp lực mình lớn nha. Tại như vậy có thể sẽ làm cái sai số của mình nó bị giảm xuống rất là nhiều. Ho đi búp. Cho mạnh hơn tí nữa đi. Ken búp. Lafitte. Lucy. Sợ con Boa nó nguy hiểm thôi. Tại vì giờ nếu mà để hai búp ra che chắn thì cũng hơi dở kìa. Nó thay Lafitte con này dồn sức đánh rồi. Con Boa giờ hơi đứng ở sau địch chẳng có búp đâu nhưng mà nó đam hơi to. Hay để Zeo liều trên này, Hensui không chế được thì tốt không được thì thôi. Kem bắt dây kết hợp với Lucy là đủ nộ dồn giết Akanu đánh được lên trên. Nhưng không giết được con Boa sớm thấy bất an lắm. Cho mạnh hơn tí nữa. Robin, Frankie, Dosun, Connie. Vẫn phải cho một con hứng đỏ. Dù để Elizabeth hứng ở trên thì chắc phải để Dosun đánh liều liều ở trên. Hoặc là Frankie đốt cháy xong rồi Dosun đánh đập phía sau. Còn để cho Connie hứng, cho Frankie đốt sau, Dosun đánh tiếp. Dosun đánh giữa là được nhiều đam nhất nhưng mà đánh con trên thì khóa con Ken. Chỉ sợ con Boa nó hóa đá trúng cái con này đứng yên hết. Nó chắc là đặt niềm tin nó không hóa đá, Robin lùi xuống nhịp. Thôi đánh thử phát sao sao. Bây giờ nó chả tính được. Tấn công nhá. Sợ nhất con Boa thôi, nhưng mấy con kia thì thấy không nguy hiểm lắm gì ạ. Vì có đánh nhiều mục tiêu khác là con Akainu thì mình dùng Robin mình khóa rồi. Không bị hóa đá một chút lợi thế này. Nhưng mà búp hai con hứng đỏ không trụ được lâu đâu. Dosun phải choáng nhá. Ui hụt choáng rồi. Đốt cháy tiếp nhanh chóng, đốt cháy nhanh nhanh lên. Họ đi sắp sửa đến nó tiếp cận được con Robin đến nơi rồi. Không bị hóa đá vẫn còn hy vọng, mặc dù cũng không cao lắm. Choáng là con Ken đỡ tí. Nhưng chết Elizabeth là nguy hiểm cho con Robin rồi. Không bị choáng còn ưu thế một chút xíu. Không bị choáng ăn may kéo lại vẫn được. Đừng hóa đá nha, bị hóa đá con Is. Mình đập cũng gần chết con Hody rồi. Hy vọng Dosun nó tỏa sáng tí. Frankie đánh lên hy vọng giết chết được luôn con Hody đi. Giết được Hody một chút lợi thế này. Robin rồi nộ được, đừng hóa đá Robin nha. Không hóa đá Robin, Robin đập xuống. Chưa giết được con kia mà Dosun đánh là chắc chết được hai con này. Dosun cố lên nào. Thằng choáng con Zoro nè. Choáng Zoro có lợi thế rồi, Frankie còn trâu lắm, đốt cháy vào. Giờ không cho con Zoro nó nộ. Nhanh chóng giết nó nhanh nhanh tí. Cái phản đam đừng trúng vào con Dosun, rồi chờ Dosun kéo chết mất. À Dosun vẫn sống, cố lên nào, vẫn còn hy vọng. Chỉ cần Dosun choáng liên tục là mình sẽ không sợ nó chết đâu. Zoro bao nhiêu nộ nhỉ? Đang choáng liên tục này, 60 nộ rồi, phải choáng liên tục. Cái liễu nào? Đốt cháy phát nữa là cái liễu nào? Cái liễu rồi. Ok, suýt thua đấy. Cũng nguy hiểm lắm. Và này giờ lên tiếp không ta? Đây là 123 này, không biết bạn này lên top 1 không? Đây mình có là Boa, có Lafitte, có Frankie, có Kaya. Để có hai búp thì thực ra mình cũng có hai búp. Búp mình nó hơi phèn hơn tí. Nếu này bắt mà không bắt cứng thì sao? Không bắt cứng thì hơi có nhỉ. Nếu để có Lafitte cố gắng lên bắt con Chopper. Để con Frankie đốt cháy ở phía dưới. Boa bắn ở giữa. Boa bắn thẳng con Boa là không lợi lắm. Búp mình thì búp địch thì cơ bản là cũng na ná nhau đấy. Đốt cháy được 3 con. Không biết có nên bắn thẳng trực diện được không nhỉ? Thôi cứ né né tém tém ra tí thì yên tâm. Bắt cứng con Boa yên tâm rồi. Có lo bắt cứng Boa. Nhưng mấy con đi cùng thì có vẻ lại hơi chán đời. Con Gáp này. Corby. Mạnh hơn tí nữa. Có lo, có Lafitte, có A, Lucy. Cái này không có búp nhưng mà có lẽ là hy vọng cũng có đấy. Dù là Lafitte vắng bắt con trên này đi, bắt đây thì bắt được con này. Thì để con A sau đốt cháy giết con này sớm. Lucy đạp ở giữa mà làm đánh cánh kích trên này. Thật ra mình nghĩ là cái cơ hội cũng nhiều này. Làm thử phát đã. Khóa thành công Chopper một lợi thế này.
mình tưởng mình không chế được con Wa, phải quá được cả búp thì mình không chế được con tê liệt nhiều. Và với A giảm nộ nữa thì cho con Wa nó không có đủ nộ để cho bị tê liệt liên tục. Con Marcellan sẽ kích nộ cho con Lo, nhưng mình không có búp thì mình sẽ nộ chậm hơn. Con này hụt rồi, mình chắc phải bắt tiếp một Chopper. Là mình khóa tạo một búp rồi. A tục giảm nộ con Wa xuống tiếp, con Wa cần chết đấy. Zafite chắc không trụ được cú nộ Zoro đâu. Giết được con Boa đấy. Mình phải nhanh chóng kết liễu địch trước khi nó nộ tiếp liên tục. Hỗn loạn là Zoro một lợi thế nhé. Giờ kết liễu con Chopper là được. Biết lên tiếp 124 không? Lên 124 không? Tiếp tục đi tiếp đã. Có Luffy, có Miela, có Marcellan, có Mambushi, chắc cho tạm Elizabeth đi. Địch cái này có vẻ nó chỉ có nhiều búp thôi, không có gì nguy hiểm lắm. Thì Miela đánh trên đầu đi. Để thì để Luffy đấm con Eva trước đi. Mấy con này tập trung con này rồi cũng dễ đấm trước ở dưới này. Và đánh ngược từ từ lên trên. Được đấy. Quá được con Lucky. Đấm không chết Eva, đánh bồi chắc là chết. Elizabeth đốt cháy. Không chết, của Kaja lại bơm máu lên. Luffy đấm thêm phát nữa, hy vọng sẽ giết được. Và đam chính của mình là miễn dịch mê hoặc nên không sợ Eva lắm. Đấm chết luôn là yên tâm rồi. Tớ Mira sẽ khóa Fukabushi. Đốt cháy tiếp rồi. Khóa tiếp Fukabushi. Luffy đấm chết được Kaja luôn. Gần chết mà ra đánh bồi để chết. Đến tiếp 126 rồi. Như vậy có lẽ là rủi ro mình mất đấy. Mình phải căn lại tí cái điểm số đó. Tại vì ở đây nếu mà bạn lên tiếp bên này mình sắp thở ngưỡng giới hạn của mình rồi. Giả sử nếu mình không thua, mình tính thường hợp mình nếu mình không thua là bao nhiêu cửa. Thì ở đây mình đang thắng được là 81 cửa. 81 cộng với lại đây đang còn 52 là mình được 133. Vậy nếu bạn đấy lên 133 chắc chắn bạn sẽ lên trước mình nếu bạn còn lượt. Thì bạn lên 133 là mình thua nhé. Rồi đấy mình sẽ đánh nhẹ xuống. Đây bạn đã lên 127 kệ thôi. Tại vì mình cũng không thể nhanh hơn được. Mình lên khoảng tầm này là sắp xỉ 200k vàng. Còn được phép sai số 300k vàng nữa. Nếu mà cơ hội không cao rồi mình sẽ xóa xuống luôn. Mình cũng chả quan tâm cái top 1 lắm. Nhưng lúc đã mất top 1 rồi, cái top kia mình thấy nhẹ nhẹ nữa. Zoro một tay ở dưới, Nami phá hay sao? Hay Zoro bắt ở trên, Nami dí ở dưới. Có smoke, mình có boost. Có Kaku. Kéo để vậy. Đấy này so le xuống đi. Đây Usopp bắn trúng mỗi Zoro thôi. Nami cứ dây dây Luffy. Đánh smoke biết đâu ăn may thì choáng được. Không được thì có Kaku đạp xuống giảm bớt đam Luffy rồi. Mình chỉ đánh được ấy. Tấn công đi. Không choáng bị chặn đỏ. Nami phá nộ tương đối tốt rồi. Nó giảm nộ chúng nó còn nguy hiểm nhất những lợi thế một chút xíu rồi.
really had a place to call my own. So I travel and I roam till I find that. But I'm full of adventure, so I wander and I venture. And it's safe to say that really I don't mind that. I book a flight to try to figure where my mind's at. A spot where I don't spend no money, just some time at. I mix. Thế nếu mà trường hợp mình mà không lấy top 1 thì nghĩ top 2 xác suất lấy được cũng cao đấy, thì nó sai số lớn quá. Chẳng qua là thường đua mất công đua thì thích top 1 hơn là top 2. Để xem tình hình thế nào. Zoro nội kết đĩa của shop này. Nami kết đĩa Ryushi. Không kết được. Thế là Zoro kết đĩa. Và kia đang dừng 127, bạn mà dừng 127 thì mình có hy vọng nhé. Sao mà, quan trọng là như thế nào thôi, quan trọng là đối phương dừng ở bao nhiêu thôi. Đánh theo độ dốc thôi, không quan tâm là thua nhiều hay ít. Thì chỉ cần thua ít hơn đối thủ là được, chứ không quan tâm là thua bao nhiêu. Hôm qua có Luffy, có hai bút. Chẳng qua nếu mình còn hy vọng ấy, lúc mình roll lại phải mạnh tay hơn tí xíu. Còn nếu mình hết hy vọng rồi, mình roll nó thoải mái hơn nhiều. Kỳ vọng Luffy đấm có vẻ hơi lâu nhỉ. Rồi để con búp lên hứng ở trên. Con này đứng ở đây có gì nó có ít hứng ở trên này. Qua xuống dưới cùng. Để bài Luffy đấm độ đấm ngược lên trên nhỉ. Không biết có rủi ro quá nhỉ. Để vậy là con ít hứng là coi như hứng Brook thôi. Coi như hứng choáng thôi. Con này đánh pháp vào Luffy. Nó thì turn 3 mới nộ được thì nó chỉ có một búp. Mình thì turn 2 chắc mình nộ rồi, Luffy đấm. Mà chắc đấm 2 lần may ra mới giết được con Brook đấy. Nhưng được cái lợi thế là con Boa nó không chế cùng nữa thì... Không biết có nhây được không? Hoặc không thì mình để cái này lùi xuống cái này lên trên. Thì để mình kích cho con này nó nộ, nó cấm tích nộ Luffy. Thì Luffy đấm chậm đi một tí cũng được. Để con Boa lùi tí là đỡ dính đòn nhiều. Rồi con Boa đánh vậy thì vẫn sẽ nộ sớm. Để chú ý mình muốn cho con CD nó nộ cùng. Để tới 1 con nít ra đòn xong này, hai con này ra đòn tiếp là 75 rồi. Thêm phát nữa không thì rồi được đấy. Cho cấm tích nộ Luffy trong đấm từ ra sao nhé. Búp thì không được trâu lắm nhưng mà nó tiết kiệm. Bây giờ qua mà làm phát hóa đá nhiều, mỗi Luffy mới dịch được hóa đá trong mấy con này thì sẽ ngầu lắm. Không được. Nhưng mà hy vọng còn rất nhiều. Cái team này mình nhanh nộ nữa. I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day. CD cấm tích nộ Luffy, mà Luffy vẫn kịp nộ phát. À nhưng mà tí nữa Kami ra đòn trước, nếu giả sử con ít nó không chết đấy thì Kami ra đòn trước nó sẽ làm nhục trí xuống, giảm nộ xuống thì có thể hy vọng được. Bây giờ mình phải giết con Brook nhanh tí mà mệt đấy, để Robin nó nộ có thể nó choáng mình. Đấy, tạm thời mình cản được mỗi con Luffy thôi mà chưa chắc bây giờ mình hóa đá và Robin yên tâm được. Chứ không là cũng sợ lắm. Không hóa đá và Robin thì vẫn sợ bị ăn choáng nha. Thấy Luffy nguy cơ bị khống chế cũng cao lắm. Vì mất nộ mất rồi. Mê hoặc của con Eva thì mình không sợ lắm, mình có hai con đam chính của mình đều miễn dịch mê hoặc. Luffy vừa đánh trúng rồi miễn dịch rồi. Giờ con Qua sẽ bắn lên chết được con Brook. Kami vẫn hứng được thêm một đòn. Sợ Robin nó choáng nhiều thôi. Không chết con Cindy à? Thế thì bị khóa một con Robin, à khóa một con Luffy. Nhưng mà vẫn còn hy vọng con Boa, Boa vẫn bắn lên được. Giờ mà hóa đá con Robin ấy thì yên tâm được. Thế còn Luffy miễn dịch thôi, phát này hỏng rồi, phát này hỏng rồi. Bị thua thêm một trận tức là mình sẽ bị áp lực bất tốt hơn tí đấy. Luffy bên này đấm được phát là chắc giết được con Brook. Nhưng mà sợ con kia nó choáng rồi. Và con Boa mình sắp hết máu rồi. Đừng choáng nha, Luffy đấm thì chắc là chết Luffy mình rồi. Thì hy vọng con Boa, mà Boa cũng khó lắm. Boa bị choáng mẹ rồi. Thôi phát này thua rồi, để cho mạnh hơn tí. Và chọn xem bạn kia vượt qua 127 chưa. Nếu bạn chưa vượt qua 127 thì lợi thế mình vẫn còn, ví dụ bạn đang dừng 127. Nhưng mà không biết là bạn thấy là thắng chắc rồi bạn dừng hay là bạn vẫn còn lượt, đấy đều đau đầu. Còn hiện tại lợi thế thì vẫn còn, tại mình được phép sai số thêm một tí nữa mà. Lúc nãy mình được 133, giờ được phép thắng ở mức 132. Thôi là mới mạnh hơn tí nữa chắc ăn đó. Có Aokiji, có Zeo, có Mabushi, có Chopper, có A. Nếu để hai Zeo đánh nhau thì sao nhỉ? Vẫn phải hy sinh búp một tí. Cho A nhây Luffy. Nếu để Mabushi hứng đây, con này đánh đây cho team nó nộ sớm.
Là chỉ có để Dao Di lùi xuống tí để tránh bị Robin đánh trúng. Để đây vậy, A với Aokiji sẽ nộ sớm để mình có khiên băng nữa. Có lẽ cũng đáng để thử đấy, cho phát đi đấy. Nếu mà đóng băng tốt thì mình sẽ không sợ Robin đâu, sợ đóng băng hụt thôi. Và cái đấy không biết trước được, cái này đánh thử mới biết được. Còn búp lần này thì trâu hơn búp lần trước. Nhưng quan trọng nhất là quả đóng băng của Aokiji có chất lượng hay không. Cái này hụt mới có Zeo. Cố gắng đóng băng nhiều nhiều mà. Cái này đóng băng của Robin và Rook có thứ là ok đấy. Không biết có gì dính đóng băng không? Chưa dính đóng băng, bây giờ Robin thì đóng băng là đẹp nhất. Zeo nãy không bị mê hoặc, nó sẽ nổ được phía sau. Đóng băng Robin à? Không đóng băng được, nó đốt cháy trước Luffy đấy. Bây giờ Aoji đóng băng nhiều rồi, là lật được kèo đấy. Đóng băng nhiều vào, dính được hai con vẫn sống con Brook thì chắc là chết mất con Mambushi. Nhưng vẫn còn Chopper hứng ở phía trên. Zeo đánh thì không biết đâu lại mê hoặc được con Brook. Eva gần tí máu nó nộ xong nó cũng tự chết thôi. Con này rất tiếc là không mê hoặc được. A giảm nộ tiếp con Luffy xuống. Đừng có mê hoặc Aokiji nha. Bị mê hoặc mỗi Chopper. Hơi tiếc tí chuẩn bị búp máu thì bị mê hoặc. Nhưng không sao, Robin đánh một phát thì còn nhiều máu vẫn có thể trụ thêm một turn được. Một quá xong mê hoặc con Brook đi. Khóa Brook thành công rồi. Rồi giảm nộ tiếp Luffy xuống, không bị đóng băng nhỉ. Giảm nộ xuống. Bị choáng với Chopper đen đi. Vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng, vẫn sống, vẫn còn hy vọng. Zeo tục mê hoặc tiếp vào Rook này. Mê hoặc tiếp là yên tâm rồi. Chết A vẫn còn Chopper hứng, vẫn còn hy vọng. Aoji chỉ bị nộ rồi. Nộ sẽ kết liễu được con Luffy rồi. Và mỗi Robin thì yên tâm rồi. Nó thì giật máu gần chết rồi. Zeo kết liễu con Robin là được. Bạn này lên tiếp không? Dừng 127, mình hy vọng là dừng 127 thì mình lại có ý định lên. Còn nếu bạn lên trên 132 là mình dừng. Đây còn lo, bắt cứng còn lo đó. Đại thừa mất công bỏ công, đã định không đua mà đã chuyển thành đua là mình muốn đánh được lên top một tí. Nếu không lên top đánh làm quái cho mất thời gian. Có Smoke, có Robin, có Shidaoshi. Mấy còn lại yếu quá nhỉ. Có Crowdine với lại Mr. 2. Dùng con Maslan kick cho con Smoke nộ. Robin bắt thẳng con lo trên Nami giảm nộ nên gần như mình khóa cứng được con lo. Nên bây giờ thì mấy con kia để làm sao tiện thôi. Ví dụ để vậy Califa đánh trúng của mình con Mr. 2 thôi. Để búp lên trên một tí. Búp lên trên hẳn trên này. Để vậy thì mình sẽ được không để con CLC lên trên này, con Mr. 2 xuống dưới này. Dồn đam giết con lo sớm ấy. Giết được con lo xong mình khóa luôn con Nami được đánh ngược lên trên được. Mỗi tội con Mansan giúp dập mình hơi xoắn một tí. Nhưng mình nghĩ là may mắn thì chắc vẫn đánh được. Tấn công đi. Mặc dù rất là muốn thắng đậm nhưng vẫn đánh kiểu tiết kiệm nhé. Chứ không mình sẽ bắt thêm vài con tướng để đánh. Nhưng mà đây cứ đánh tiết kiệm tí. Choáng là Nami một lợi thế nhé. Đỡ được 3 đòn đánh. Đỡ được 3 con dính đòn. Cố gắng sao giết con lo sớm mà đừng bị con lo chặn đòn tê liệt gì cả. Ở này đánh thường đam rất to nên có thể giết được địch đấy. Không choáng được phát nữa rồi thì Robin sẽ mất nộ thì coi như choáng tiếp con lo cũng càng yên tâm. Được cái Smoke sẽ nộ được. Robin khóa tiếp lo lại. Shidaoshi vẫn sống. Smoke còn choáng thêm nữa thì tốt. Không choáng được Magellan. Crowley đánh dồn và giết Nami không? Chưa giết được, Mr. 2 đánh bồi không biết có giết được. Sợ nó giảm nộ trúng nữa. Không trúng thì Mr. 2 nộ tiếp giết được Nami không? Giết được Nami thì mình sẽ khóa được Marcel Lang, sẽ đỡ rủi ro cho mình tí. Rồi đánh nhanh con Califa đủ nộ, lại đánh chữ X lại dính 3 con ấy. Nó choáng một Caroline thì vẫn còn hy vọng. Mình giết nhanh con Marcel Lang đánh lên trên thì khóa búp nữa. Robin đánh thì sẽ khóa được con búp đấy. Sợ Califa nộ trúng 3 con này này, con này nguy hiểm này. Chỉ có mỗi Caroline ở giữa còn dính đòn. Robin chắc là may ra sống được, và Rook chắc là Smoke chắc sống được, mà Mr. 2 chắc là chết. Đừng chết Robin nha. Ôi thôi chết Robin rồi, hỏng rồi. Gần được mà còn chết. Cái này thua mất rồi. Thiếu một tí xíu là thắng. Vậy cũng mệt đấy nhỉ, nãy giờ thua hơi nhiều đấy. Vậy thôi đánh cứng hơn một tí nữa đi. Có cả Ken với cả Robin này. Nếu dùng Ken khóa cái Mansell Lung đỡ rút độc, Robin bắt ở trên này. Vẫn lấy một búp ở hướng ở trên. Ở dưới mình còn Kobe với lại Sendoku. Vẫn đánh kiểu này mà để vậy.
đỡ thêm một con thì nghĩ là đánh sẽ dễ hơn tí. Trông nó không uy tín lắm nhỉ, hay cho khỏe hơn tí nữa. Tại mình đây có thấy có hy vọng nên muốn đẩy lên tí. Hiện tại mình đang thắng được, đang đứng hạng 52. Hiện tại mình thắng được ở đây là 83 cửa. 83 cửa mà bên kia là còn 48 lượt chưa đánh, là mình tổng lượt 131. Mình vẫn có thể hơn bài này được vài lượt. Phải cho nó cứng hơn tí nữa đi. Mình không muốn thua liền một trận mấy phát đi tiếp. Có Robin tiếp này, Mirela búp này trâu hơn này, Mabushi này, Sanji này. Để chơi 3 búp, 3 búp nộ sớm thì không thích lắm. Nhưng mà chả con nào đánh cả, chắc phải chơi 3 búp thôi. Để búp bên đây thì cho Mira thì có tấn công luôn, cho Mira dùi xuống dưới. Thì cho dồn sức về cho mấy con này nộ hết. Đấy không may nữa Robin nó nộ, không chế được, con Mira đánh bồi. Hy vọng sẽ được tấn công nào. Đã bảo bây giờ mấy con Kanifa nó choáng ngẫu nhiên, có tỷ lệ thôi, tỷ lệ rất thấp là sẽ choáng ngẫu nhiên. Nami giảm độ đinh tinh thì không tính được chính xác vị trí ấy. Nên phải hy vọng thôi. Tại các bạn đây cũng khổ nhất là không có búp máu. Nên sợ không giết nhanh nhanh thì Marcelang nó lại cho phát là coi như khỏi nộ à, coi như là còn nó rút độc cho bằng chết. Cái này may Ruby vẫn chưa nộ được ấy. Thì mình sẽ tự khóa lo thêm turn nữa. Nếu mà Sanji với Mi là cái liễu để kiểu ngon. Quan trọng nhất là con Nami nó giảm độ trúng con nào thôi. Sanji đạp một phát thì chắc gần chết rồi. Chặn đòn trúng Robin là đẹp nhất, nó không trúng được. Mira nộ được coi như giết được con lo. Có mê hoặc thêm được thì tốt. Không mê hoặc thêm được con nào. Robin nộ xuống giảm độ Kanifa. Choáng được thì càng tốt. Không choáng được con nào. Kiri thì coi như là đánh búp nộ lên. Nó chuẩn bị Sanji nộ tiếp thì chắc giết được Nami. Mi là cái liễu của Nami. À không, Mi là quá mà sẽ lăng. Cũng phải nhanh nhanh lên tí không nguy ạ. Khóa luôn là Kalifa thì tốt. Khóa là mỗi ma sẽ lăng. Khóa là búp rồi. Nhưng phải nhanh lên nguy hiểm. Ui lại chết Robin nguy hiểm vãi chưởng. Nhưng còn Sanji, còn Mi là. Mi là mèo trúng Kalifa đi. Trúng Vivi cũng được, mình giết Vivi sớm được. Vì nó cũng chưa nộ được, phải giải quyết nó trước khi nó nộ. Mira phát này khống chế Kalifa như yên tâm rồi. Quan trọng nhất là bạn kia còn lên được tiếp không. Hết lượt thì mới yên tâm được. Vẫn đang dừng 127. Tận tối vẫn có người đánh nên là chưa biết nào một lần. Còn 47 trận nữa. Trận này có Fukabushi, có Usopp, có Mazenlang, có Boop. Để chơi Kalifa hoặc chơi Marco. Ví dụ để Marco hứng chẳng hạn. Usopp bắn thì ví dụ để Usopp bắn ở dưới này. Con này ở trên này. Đây thì sợ mỗi cái Swap nó choáng, không để Marco lên trước đi. Không để vầy bắn khống chế hơi chậm. Chắc nhận đốt cháy hai con thì bắn lên. Lúc đủ độ bắn chết với con này. Kuka ở đây bắt thì chả biết dính hay không thì nó đếm không căn được. Người trông hy vọng thì cũng có. Còn nếu mà tự tin thì để vầy, tự tin để vầy thì bắt, chỉ sợ mày nó hụt thôi. Thì để vầy thì nó hợp lý hơn về mặt nếu là sự tự tin Kuka tỏa sáng. Nếu mà mình không biết là tự tin hay không, tôi cứ để lên trước đi. Xong sắp bắn kiểu này. Bắn giết con này xong bắn xuống Usopp cũng được. Thử xem sao nhé. Nó không cứng lắm đâu. Cái này được cái khống chế được hai con phía sau hụt mấy con búp. Mà rút độc hơi ít con nhỉ. Chả dính con nào rút độc. Rồi chờ tỏa sáng sau đây. Phát sau con khống chế tốt hơn tí. Cái này khống chế được con Swag cũng yên tâm đấy. Đỡ lo khống chế với con Fuka. Usopp bắn nhanh nhanh lên rồi. Nộ chắc hy vọng giết được Franky luôn. Marco có một lần hồi máu để hy vọng đi. Này chắc là giết được Kaya rồi. Nhưng không khống chế được Usopp. Cái liễu Franky nè. Không chết. Chắc phải chờ Mara đánh bồi để mới chết. Marco đánh không biết có chết được Usopp không. Giết được Usopp lại thế Fukabushi cái liễu không. Không giết được chỉ mê hoặc thôi. Mara là đánh bồi có chết không. Nhưng phát này chắc là win đó. Đánh về chắc là win đó. Ok yên tâm rồi. Thỉnh thoảng có thể làm mới đi, mà này có nhích thêm không? Nhưng mà hiện tại mình khảo sát qua một chút trên fanpage của game mà thấy là không cần mình lên, bạn min lên thôi là đủ một loạt mất cốt rồi. Thế thôi mình có lên chắc không vấn đề gì không? Nếu giả sử mình lên được. Rồi thì khóa con boa trước đó. Con lo khóa con boa này. Con Hina sau choáng. Hai búp.
Chẳng lẽ chơi Lucky hết còn đánh rồi chơi tặng Lucky vậy? Chơi vầy cũng không mạnh lắm đâu mà chắc là chơi tạm thôi, quá bầm boa con này choáng mà đấy trong lúc lo nộ. Thôi chắc đánh vầy nó tiết kiệm. Thật ra vì ra thì nếu bạn đấy dừng rồi thì mình vẫn còn sai số vài trận, tiết kiệm một tí thì nó đỡ tốn vàng. Bình thường mình đua tốt theo cái kiểu là chủ đua và kiểu thoải mái vàng, là không bao giờ mình nghĩ việc tốn vàng. Mình cố roll lên cho nó chắc chắn thắng. Bây giờ mình đánh ở trạng thái là không định đua và lại mình nhảy ra đua, nên thành ra là mình phải đánh tiết kiệm hơn tí. Cái này choáng này có lo yên tâm để nộ thôi. Biết đâu phải hỗn loạn cho vài con cho ngầu. Giết luôn rồi con boa là tốt rồi đấy. Kaku nộ trúng một con không sợ lắm. Búp trúng con lo là tốt hơn. Búp trúng con Hina đã bị choáng không sao. Tuần sau nó nộ nữa. Không hỗn loạn được Kanya. Erika vẫn sống vẫn còn hy vọng. Thì nó lo nổ lại bơm máu cho Erika nên không sợ lắm. Hỗn loạn thêm tí nữa cho yên tâm được. Không được. Để cái bơm đầy bình máu nên yên tâm. Búp chúng nó lo đi. Chúng Jessica. Hina cái lý của con ít thôi. Giết được con ít là tốt rồi. JK đánh vào lo cần chết rồi. Lo nổ tiếp cái liễu Kaku với cái Kaya này. 45 trận nữa. Có Mirella, có Brook, có Shiraushi, có Boa, có Hina, có vẻ được đấy nhỉ. Mình dùng con Brook để dí thẳng Luffy cho khỏi nộ. Mình dùng con búp ở trên. Mình dùng Hina hứng đòn đi cho Boa đứng sau, có gì cho hỗ trợ nó nộ. Để vậy không có nào chặn búp cả, mình sẽ nổ cả búp cả Boa sớm, coi như Hina hứng đòn thôi. Được đấy, để có một búp thôi mà. Quá luôn Sanji turn 1 là một lợi thế này. Búp dí vậy Luffy khỏi nộ. Quá được luôn cả Kobe thì tốt quá rồi. Không khóa được Ken thì vẫn là cái lợi thế rất nhiều. Nếu bị là Ấn Độ nó khóa được Sanji thì không sợ Sanji nổ. Còn Hina nó đang khóa luôn con Ken địch rồi. Hina có một cái thuộc tính ẩn người khóa đấy, nó chặn đòn linh tinh nó khóa được. Nó tỷ lệ thấp lắm. Nó giống như Caliban vừa đánh thì nó lại choáng được, nó đánh thường. Phát này chắc là win rồi đấy. Bây giờ Luffy chưa nổ được nữa thì không sợ. Con lo rồi bắt thẳng con Ken hay là để thôi để con Neptune hay con khác đứng phía trước. Để con Zoro hứng ấy. Zoro hứng con Ken cho yên tâm. Để con lo bắt con Mansell lăng đỡ rút máu nhiều. JB cho nó bị giảm độ tí được. Ryu Si đứng sau tí bút xuống dưới. Để vầy bắt vầy con này đánh trúng phát, bắt vầy bắt được con Kaya luôn. Địch cũng không khỏe lắm chắc đánh được. Rồi để vầy tấn công luôn. Thật ra đội hình này cũng chả cần nộ mấy. Cứ đánh nhây nhây thì kiểu được. Tại GB đánh thường cũng không cần thiết phải nộ lắm. Lo rồi bơm máu này do du lại hứng tiếp rồi. Hỗn loạn là hai con tốt rồi. Con kia bị trầm mặc nó cũng chả nộ được.
Mình Ken là đơn giản. Tí nữa mà giả sử nếu mình may mắn mình lên top 1 được, còn bạn kia lại tiến lên tiếp, tức là người ta còn lờ, nó không muốn đánh. Tại cái đấy mình không biết rồi. Tại tại làm mới, tại thời nó dừng 127. Top 2 123, top 3 121. Tại vì chưa đến 10 giờ, chả biết thằng nào còn lượt không. Có Mirella, có Akainu, có đủ búp mình chắc có thể hy vọng. Cho Gap với lại con này hay chơi 3 búp và cho nộ sớm. Thật ra cũng chỉ cần 2 búp là nộ sớm rồi. Mà thấy bước này nó không hiểu. Thôi cho con như này lên đây nữa. Ở đây mình cho một con hứng choáng thôi. Ví dụ để con Mirella biết gì mê hoặc thì nó bắt ở dưới này. Cho Mabushi lên trước Akainu ở giữa. Con này đây đứng ở đây thì để vậy sợ mày con Khalifa tỏa sáng nó quá độ Akainu này. Cái này lùi xuống. Chắc để như vậy. Để vậy Geo đánh trúng nhiều quá. Không thì hy sinh con Gap đứng đây con choáng. Con này giảm độ cho yên tâm hơn. Để Akainu đứng ở lùi đây tí xíu. Thì nó đánh nó đỡ trúng nhiều mục tiêu. Người ta giết xong con này đến được này. Để ở giữa đây không độ sớm rồi. Rồi cứ để vậy đi. Để vậy Khalifa có nộ được ấy, có đủ nộ được ấy, chỉ nó hoặc không thì hy sinh con Gap để chéo như vậy. Thì để xuống đây để an toàn. Nó nộ chéo phát về. Nó không để con này lịch trên đây. Nộ chéo phát trúng hai con. Còn để con này lên đây tiếp. Để về Agnu không may chết con này lại choáng con Agnu. Thôi để lên trên. Thôi cứ để vậy đi, để vậy. Chủ yếu Agnu nộ được là được, nhưng mà với con kia nó không quan trọng lắm đâu. Rồi tấn công nhá. Chủ yếu Agnu nộ thành công đánh là gần như chết địch luôn. Khalifa không gây choáng là mình mừng lắm. Mê hoặc luôn Khalifa tốt quá. Agnu chuẩn bị tỏa sáng rồi. Giết được Khalifa mất đam của địch rồi. Giết nước con Ken thì tốt, không thì giết từ từ. Mira nữa mày học chúng con Ken nó khỏi vách sắt thì yên tâm hơn, đỡ mất thời gian đánh. Chúng con Ken mà không vách sắt, à không mê hoặc, đè thế biết. Đã trúng rồi không mê hoặc. Không trúng thì tôi trúng rồi, cố mê hoặc một tí không gì. Mira nó mê hoặc con Ken thì mình cũng không sợ lắm. Trở hết vách sắt, hết vách sắt rồi tiêu diệt. Bốn mươi hai trận nữa. Trận nó không quá khó đâu, chẳng qua là điều sợ tốn vàng thôi. Này ra chủ yếu là bắt con Zoro rồi chứ. Có một búp và định cho Sanji khóa luôn, một búp thì hơi lâu nhỉ. Nó định là không có búp à? Không có búp nhưng mà con này Visa giảm độ A giảm độ. Nhưng mà nếu mình để Kaku lên trước là không để từ từ ấy, mạnh hơn tí nữa. Con Domingo biến dịch mê hoặc này khổ con Hina giảm độ. Usopp bắn A đốt cháy này. VV để Corby lên nữa. Để Corby lên trước đi. A đứng sau đốt từ từ. Để Usopp bắn vầy Zeo đứng đây. Không để để Usopp đứng sau đây. Usopp đứng sau đây đánh được. Mà để vầy Zeo nó nộ thì trúng nhiều. Chắc gì đã nộ rồi. Mình sẽ nộ trước nó. Mà không để cái này lùi xuống đôi cô đánh đầu đi. Để cái này đứng đây. Đỡ rủi ro một tí. Không may chết hai hàng trên thì còn hàng dưới. Thì đôi cô quật phát trúng này biết đâu mê hoặc được. Còn con này nó búp lên đánh lên từ từ. Mình hơn địch về búp thì chắc đánh được. Tấn công nhé. Quên mất để con Usopp lùi tí phòng Vita nó tránh. Chắc mình sẽ nộ trước địch chắc chả sao đâu. Đam đánh thừa mình cũng to mà. Đầu phòng con Hina nó lại tỏa sáng lại chóa bố con Usopp của mình. Cái đội tại nó khó chịu ấy. Có tỷ lệ rất thấp thôi. Mê hoặc không? Không mê hoặc được. Thế là hy vọng Domingo nộ trước vậy. À, không, Domingo được với A. A sẽ còn nộ đầu tiên. A không bị tác động gì cả, sẽ nộ trước. Nó không nhanh lên con A đánh kia vẫn lại giảm độ con A của mình. Corby vẫn sống thì vẫn trụ thêm tí được. Chưa giết được mạng đầu tiên của Zoro. À mê hoặc vừa rồi nó vừa mê hoặc thành công. Phản đam trúng Corby. Như vậy A mình chưa chắc nộ sớm được vì Star giảm độ. Thôi đánh nộ chậm tí vậy. Domingo chuẩn bị nộ lên rồi sẽ khống chế con Zoro luôn. À Domingo vẫn chưa đủ nộ. Thôi để hy vọng Usopp vậy. Thôi quật linh tinh phá nộ vậy.
chặn đòn là tốt rồi. Usopp bắn thật đau, kết liễu được ba con không? Kết liễu được cả ba con tốt quá. A đốt cháy lên, giảm độ Usopp xuống rồi. Domingo cái này khống chế chắc là khóa được con A đấy, khóa được con A. Usopp bắn thật đau giết chết A luôn này. Thằng A nhây nhây không cho Zoro nữa. Zoro chắc kia đốt cháy tự chết hoặc Domingo quật chết. Làm mới tiết xem nào. Không sử dụng nhích thì có lẽ bạn Min dừng ở 127. Với điều kiện bạn hết lượt nhé, còn lượt là mệt nhé. Đây có Mirela, có Kaya, hai búp rồi. Có Zoro nộ sớm rồi này. Coronine với này có nên chơi Kalifa rồi. Chơi Smoke đi. Cho con Mirela đứng ở trên này vì nó miễn dịch mê hoặc. Zoro đứng ở đây thì vẫn có thể nộ chúng được nhiều con. Để con này lây nhây không trong kia nộ. Smoke đứng ở sau luôn. Chắc để như vậy cho nộ từ từ cũng được. Mình vừa không chế một con đam, mình giết từ từ lên trên thôi. Được đấy, tấn công nhé. Đậu phộng lại bị con Hina nó không chế, lại bị độ chậm rồi. Nhưng mà mình lợi thế anh địch là mình có hai búp mình vẫn chế độ trước. Nãy giờ hai lần liên tiếp bị con Hina gây choáng khi mình tác động chúng nó. Hơi vô duyên tí vậy. Nhưng nói chung vẫn lợi thế nhiều lắm. Starbuck làm quả choáng cho ngầu. Choáng là con Zeo rồi. Kaya không kịp cứu con Orine rồi. Các bản tạng nó bị khoảng khống chế. Zoro kết liễu vào Zeo rồi. Sau Smoke gây choáng thêm tí cho ngầu rồi. Mila chắc vẫn kịp búp nổ phát nữa. Đây có Kaya hỗ trợ lên thì chắc vẫn kịp cứu con Mila. Choáng là con Vista rồi. Mila có mê hoặc trúng con nào không? Không trúng con nào cả. Zoro với Smoke chắc giết được Hina rồi. Sau này chuẩn bị nổ tiếp rồi. Không mê hoặc đánh hai lần trúng A mà không mê hoặc được. Zoro xong Smoke đánh bồi chắc giết con này. Cái liễu con này Vista tí máu không giết được. Thôi lại chờ Zoro nộ. Smoke đánh gây choáng phát cho yên tâm rồi. Không sợ Zoro nộ đau quá. Choáng là thành công thật này. Giờ Zoro nộ kết liễu cả hai con rồi. Rồi yên tâm rồi. Cứ phải làm mới tí xem tình hình thế nào. Nếu thấy mất rồi còn giảm bớt vàng tiêu xuống. Nếu tiêu có 200k vàng thôi cũng còn nhiều lợi thế lắm. Bắt cứng con Boa thì yên tâm. Dùng Luffy đấm cũng được, Luffy thì không sợ Boa. Có Miela sợ con Robin hôm nay nó tỏa sáng thôi. Nếu mình dùng con Senoku hứng đỏ mà để Usopp bắn phía dưới, mấy con này đứng sau. Thật ra mình chả biết con Boa có hoa đá mình hay không thì một lần. Usopp bắn trước Luffy xuống dưới cùng. Nếu mình muốn bắt cứng thì bắt con Boa cứng sẽ dễ thắng hơn. Chẳng qua mình có sai số thì nếu mình đặt niềm tin bạn kia hết lượt và không còn ai đua nữa thì mình bắt vậy cho tiết kiệm. Thôi đánh thử phát đi, được thì được, không được thì phát sau sửa. Cái xuất xuất nó hoa đá đẹp cũng ít thôi, nhưng sợ đen nên lúc quan trọng sợ đen. Chẳng qua mình sai số được vài lượt thì cứ thử tí cho tiết kiệm vàng. Đừng hóa đá nha. Không bị hóa đá là có lợi thế rồi. Mê hoặc đôi của Robin thì quá tốt rồi. Đấy, Luffy nó là khắc tinh của Boa. Không bị hóa đá yên tâm rồi. Bắn là gần chết với sau rồi. Giờ Luffy đấm chết luôn của Boa không? Senoku đánh bồi thì có chết Boa không? Vẫn chưa chết. Thì chắc phải Usopp ra tay. Bắn chết luôn cả Robin không? Đừng hóa đá nha. Không bị hóa đá là ngon rồi. Ok rồi, yên tâm rồi. Còn 39 trận nữa. Cái này mình không quan tâm cái liên thắng nhé. Mình chỉ quan tâm cái kết quả. Mình đánh kiểu nhây nhây mình không kỳ vọng liên thắng được. Cái này khổ cái Fuka này lồng sau con lo này. Mệt mỏi lắm. Còn đúng một lần rồi. Để xem có bắt cố được không. Nếu dùng Fukabashi liều ở đây thì sao? Dawson bắt ở giữa thì sao? Lucy đạp. Hai búp vào. Không biết có đạt niềm tin là Fuka tỏa sáng được không nhỉ? Fuka tỏa sáng là để vậy là win đấy. Tại vì Dawson với Lucy dồn sức đánh, mấy con kia là chết nhanh thôi. Thôi mình dồn xuống đánh phía dưới. Nhưng mà chào đòi hỏi Fukabashi phải khống chế liên tục nên cái xác suất nó hơi thấp. Và nếu Fuka hụt nó sẽ bắt mình Fuka với con Corrit turn 1. Thì mình giải thoát được hai con kia. Nếu mình muốn tăng cơ hội lên tí nữa thì để con này lên trước để cho Lucy xác suất nó nổ cao hơn tí.
Thì nếu mà sự nó khống chế phát này mình còn thì mình sẽ ít nhất thì chắc chắn được là được Namino. Tôi xong à không chưa chắc được, phải vẫn để ở trên. Tôi chắc đánh liều một phát nhé. Không được thì ta đổi. Úi giời, né tránh đậu phộng quá chứ. Bắt được con Fuka rồi bị né tránh, cay đấy không biết. Choán được Kaya, bây giờ mới khó lật kèo. Có hai búp thì ra vẫn có thể nội được, nhưng mà nó hơi lâu một tí. Tại không nào kích nổ cho con Fuka này lên. Bushi mà choán được Fuka Bushi thì có cơ hội cho Fuka lật. Ô choán thật này, úi giời có hy vọng. Bây giờ Fuka hỗn loạn, à nhưng mà lo miễn dịch hỗn loạn, trời ơi. Vẫn chưa hy vọng được vì lo miễn dịch hỗn loạn, nó có hỗn loạn mình không? Không hỗn loạn mình vẫn còn chút hy vọng. Thì tạm thời mình không bị khống chế, vẫn có cơ hội có thể khống chế được mà. Nó không đánh trúng con Fuka của mình là được. Lucy cái liễu mấy con búp phía trên, vẫn còn hy vọng đấy, vẫn còn hy vọng. Fuka cái này mà mê hoặc thành công được, hoặc là con Dosun nó choáng được là được. Cố gắng là Fuka Bushi mê hoặc không? Không được, trời ơi. Dosun có choáng được không? Dosun bị hỗn loạn bố được đâu. Ở đấy suýt được nhỉ, suýt được nhưng vẫn không được. Là Lucy mà choáng được lo thì ngầu, chắc hơi khó. Rồi phát này tìm mạnh hơn thôi. Không dám bắt hai lần liên tiếp. Tại bây giờ mình sẽ còn xác suất xuống còn 130, nhưng mình chỉ có sai số khoảng tầm 2 trận nữa. Thôi cho mạnh hơn. Có lo này, có Miela giảm búp có thể yên tâm một tí, búp liên tục. Nếu mà chơi 3 búp đi, hay chơi 4 búp. Thôi đấy còn GB đi. Ở đây nếu mình dùng con lo bắt con Kaya bắt được con này tân bột thì cho Miela ở dưới này. Thôi mình dồn GB đấm ở trên cho mấy búp ở đây cho con này nộ sớm. Thì turn 1 vậy thì búp lên phát nữa, con này sẽ nổ được, con nổ được sẽ bắt lên kia. Được đấy. Và có thể lấy lo bắt trên này, phòng trường hợp không may có chết con này và con này hứng đúng không? Thì mới bắt được vậy. Tấn công nhá. Quả vừa rồi là hơi đen một tí đấy, quả đấy không bị quả né tránh thì đấy, hoặc quả đấy đánh rồi vẫn hụt một tí. May hoặc là con lo thì yên tâm quá rồi gì. Thế này lo mình nổ yên tâm quá. Cái này hướng đẹp rồi. Cái này 99% được win rồi. Và bị lại khống chế tiếp. Quá được cả hai con tốt quá. Hỗn loạn nốt con Gap không? Giết luôn Gap thì tốt quá rồi. Cái này win 100%. Giờ làm sao là thua không quá 2 trận thì có hy vọng được. Vì là mới hiện tại vẫn đang dừng 127. 37 trận nữa. Có Lo này, có Frankie này. Có Marcel Lang này, cái này rút máu rất là nhiều này. Nhưng không nào hứng là Lafitte nhỉ. Nếu mà lo bắt con Boa, bắt con Lapite tầng 1 để vậy để kích nộ địch thì hơi dở nhỉ. Để búp ra chơi chơi vậy cũng không được. Không thì để con Kit để lo lùi xuống. Đây để vậy. Để vậy cố tình cho Lapite nó đánh con Kit thì nó không chế thì tốt, nó đỡ kích nộ cho nó. Thì để vậy Frankie đốt cháy đầu xong lo bắt đây. Thì bắt về chắc bắt được Lapite tuần sau. Đánh inh tinh lên chơi rút máu. Hy vọng sẽ rút được. Cứ tấn công thử. Hiệu ứng mình nhiều. Mê hoặc con Kit là ngon nhất. Úi không mê hoặc con Kit lại kích nộ cho địch rồi. Tê liệt được nó để kích nộ cho nó một đêm. Được phát né tránh. Giờ hy vọng trúng độc nhiều này. Trúng độc được hai con. Có giết con Boa thứ sớm. Cái này lo chắc bắt được Kaya. Tại thời địch vẫn chưa nộ. Lafite sắp nổ đó mà mê hoặc phát mình mệt đó. Cái liễu còn qua sớm sớm đi. Frankie đánh bồi giết chết qua cho đỡ rủi ro hiệu ứng. Thì lo bị khống chế một tơn thì vẫn lật kèo được. Giết con qua là yên tâm rồi. Giờ không may mê hoặc một tơn thì vẫn còn lật kèo được. Còn nhiều máu lắm. Lo an toàn thì đánh lên thì chắc là giết được địch luôn. Còn tí máu thì kia đánh trúng con Frankie không. Chặn đòn giết luôn Frankie. Ok ngon rồi, kít kết liễu. Hy vọng nó vẫn còn. Này bắt con Boa đi. Này dành chọn giải pháp bắt Boa yên tâm, không chơi Luffy đập nữa. Này mình đang muốn sai số thấp. À đây có luôn cả Luffy tốt quá. Có sầm bốc với dịch choáng này, Luffy đấm này. Dosun choáng. Thế này mặc dù mình không có búp nhưng mà tuy nhiên mình thấy cảm giác lợi thế rất nhiều do dù hứng ở dưới. Mình cho Smoke đánh về, Ro bắt về bắt được con này. Còn Ro xuân choáng đây hoặc là không mình để con này lùi xuống. Cho Ro bắt về bắt luôn con này. Thôi để con kệ nó đánh tơ đi. Chứ không phải hỗn loạn đánh trúng con Ro mình thiệt hại thôi. Để về đánh từ giết từ từ này.
chắc là được đấy. Rồi tấn công đi. Không có búp nhưng mà lợi thế mình nhiều. Choáng Roby là một lợi thế nữa. Còn Ganfo kia nó kích cho con Smoke Ignite. Nhưng chắc là giữa Lord sẽ tê liệt chúng con Ganfo. Choáng tiếp rồi được con Roby được lợi thế. Luffy đấm phát này không biết có chết được luôn không? Chưa chết được, phải thêm một nhịp nữa. Smoke đánh phát nữa là chết Roby Boa. Còn Lord như không chế được boost rồi. Liệu sở bốc nộ gây choáng không? Choáng là Robin thì quá đẹp rồi. Choáng luôn cả VV, VV chết luôn rồi. Phát này win rồi. À, đứng hạng 29, thắng 95. Còn 35 trận. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop work is life when it's complex. If I'm loving its center, if I can live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city I met all my best friends, and I wanna thank everyone. Này không chắc chắn lắm. Để dùng Rozo ở đây, Chopper, Brute. Nó có hai buff vẫn rủi ro hơn, mạnh hơn. Love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keep drove us down to Ice Place while we roll up a blunt. And me and Jack, lo Luffy, Usopp, Eva. Mình không có đủ boost nhưng mình có thể thuê con Nami phá nộ. Có vẻ được đấy. Nếu mà để con Nami phá nộ đứng đối diện ở đây, để lo bắt con Boa đi. Để Usopp bắn chết Boa sớm thì Luffy đấm ở dưới. Để bắn chết Boa sớm và để lên đây để cái chỗ này. Nếu mình để như vậy thì mình sẽ lo bắt về, bắt được tên một, bắt được con Robin. Còn tôi Usopp bắn này mình sẽ bắn về chắc gì giết được Boa sớm. Chắc là được đấy, tấn công đi. Mình ít hơn búp nhưng mình có Nami phá nộ. Riêng Robin cứ tê liệt thì yên tâm, nó hỗn loạn đánh chúng mình mệt lắm. Đánh tê liệt là yên tâm rồi. Usopp đam to chắc bắn chết Boa sớm rồi. Không bị choáng Luffy thì tốt rồi. Tên này chắc bắt được con Eva. Nami đánh trúng này mất nộ, tạm thời cản địch nộ được. Boa gần chết rồi, tôi sau nộ chắc giết được Boa. Với Boa đứng tận slot 4 thì mình có Usopp để lo ra đòn sớm, mình sẽ lợi thế hơn nhiều. Thì sát suất mình giết chết Boa rất là cao. Ok, hỗn loạn đôi Robin rồi. Phát này win chắc chắn rồi. Ba mươi bốn trận nữa. Có Lo, có Kaya, có Shirahoshi, có Khalifa với Marco. Ở đây xem thế nào. Thực ra đây chắc là giữ hai búp lại. Nếu mà Lo bắt con Nami đi, để con Khalifa hứng ở giữa. TLC ở đây hơi phí. Để con Marco hứng trước thì xác suất bị mê hoặc cao hơn bị choáng. TLC ở dưới. Đây giữ còn cả hai cái búp lại. Mình bắt vầy thì phải để cái này lùi xuống nữa. Lần nào đánh chậm tới bồi sẽ bắt được con này. Nhưng mà Dorsun thì chắc mình không né được đâu. Nếu may mắn không bị choáng thì mình sẽ nộ được con Khalifa. Không thì thôi à, nhưng mà để về thì nộ khó nhỉ. Vậy thì vứt bố Khalifa đây cho Marco đứng đây. May ra nó ăn may còn lên lần hồi máu. Để con này đứng ở giữa này tránh bị choáng. Thôi thì cứ để vầy đi. Không để cái búp lên trước lo đứng sau. Thôi mà nếu chết vậy thì họ đi vẫn choáng mà. Thôi cứ để cái búp xuống dưới. Khalifa xóa hình bất lợi mà. Hay cho con Varroger bắn. Bắn có thể hên xui đó. Thôi cứ để vầy đánh thử phát đi. Địch thì không mạnh lắm đâu mà có phải hiệu ứng nó nhiều quá. Nên sợ không may rủi ro hiệu ứng đó. Là cô vẫn đạp một phát đấy, con Hody choáng hụt. Bây giờ Dorsun choáng hụt nữa thì sướng. Ô Dorsun choáng hụt thật này, vẫn còn hy vọng. Cố lên nào. Nami chắc là khóa Nami, khóa Lapite. Là khóa Dorsun à? Khóa Dorsun được. Ô tiếp tục Hody hụt tiếp à? Thế mà cô có hy vọng hồi máu.
Chưa đến lượt hồi máu tuần sau mới hồi được. TLC choáng không? Choáng được hai con hiệu ứng là tốt quá. Cái liễu Hardy không? Giết được Hardy, ui giời, quá ngon rồi. Yên tâm rồi. Con này yên tâm rồi. Thắng chắc chắn rồi. Cái liễu Nami lên hạng 25 rồi đó. Lại trận này tiếp. Trận này trông rất là phèn nhưng mà sợ không chế nhiều. Có Kaku, có Akainu, có Boa, có Fukabushi. Mỗi tổ Hobu thiền đánh thường. Đánh thường sợ Nami nó phá nổ nhiều. Để căn xem được không nào. Boa hàng dưới là đẹp nhất vì Boa nó miễn dịch mê hoặc. Hàng giữa nếu dùng Fukabushi nhây với địch thì sao? Để Kaku đá thẳng với trên này cho Akainu xuống dưới. Mà đang ở dưới. Đam của mình to hơn nhé. Đam mình to hơn mà sợ mình đen thôi. Khéo có thử một phát đi, đam mình to hơn mà. Cứ tấn công thử một phát. Cái này hụt một tí, không hoa đá đo xuân là nguy hiểm. Mà đam thường mình to lắm chắc chả chết được đâu. Cũng lắm mình không chế một tí. Vì khóa còn Fukabushi vẫn còn qua Akainu thứ đấm lên được thì vẫn còn hy vọng. Vì đam mình toàn có đánh đam thường to. Chưa gì đánh địch gần hết máu có thể hy vọng được. Địch gần chết rồi. Kaku cái liễu không? Ok yên tâm rồi. Nói chung là mình vẫn lợi thế hơn địch. Mặc dù mình không có nộ. Này làm cái liễu đốt này. Rồi yên tâm rồi. 32 trận nữa. Này lại cho Dosun núp sau. Ghét. Nhưng trận này có 2 búp này. Nhưng cái quá cứng được tên 1 nó vẫn hay hơn. Mạnh hơn tí nữa đi. Nếu dùng Hardy đặt niềm tin nó không chế thì sao? Mình có Miela, mình có Brook. Không cho nó nộ. Dosun gây choáng bồi tiếp. Con Rene đấy, có quá nhiều con không chế. Có nên để vậy không nhỉ? Họ đi choáng hụt thì vẫn còn đo xun lòng. Để có một búp mình, có một búp nhưng búp mình có vẻ mạnh hơn. Mình đánh về ao cái gì khó độ, tất nhiên vẫn rủi ro mình đóng băng nhé. Tại vì nó ra hụt phát thì khiên băng thì là cao chính chúng nó. Nhưng mà có lẽ cũng nên thử một lần. Để cái này không chế cũng nhiều. Thử phát đi. Choáng nào. Dính thành công rồi đấy. Nhưng mà chào bị hụt với con Hardy rồi. Đòi hỏi con đo xuân đất này. Để phát sau thì cao vẫn có kiên băng. Mì làm hiểu chúng làm gì đẹp. Không chúng chúng đo xuân. Phát này nguy cơ bị đóng băng này. Kiên băng dễ rơi chúng nó. Choáng được rồi nhưng sợ đóng băng. Bị đóng băng mất rồi. Sợ đóng băng nước cả Brook với Corine. Đây dính mất hai con đóng băng rồi, vẫn còn lợi thế một tí. Nếu mình mê hoặc được con Lafite cơ thì không trúng con nào cả. Sợ nhất là con Lafite nó không chết. Nó phát này cũng choáng nhiều. Cái liễu của Abzio chưa giết được, trời ơi, đừng có mê hoặc nhiều nha. Ui giời, trúng con Hardy nhưng nó cũng chưa độ, vẫn còn hy vọng. Dosun đánh là giết được con Aokiji thôi. Choáng là Dosun không? Ôi không chết à, trời ơi. Khổ rồi, khổ rồi, khổ rồi. Mila có đánh trúng được con nào không? Không mê hoặc được, trời ơi. Đèn thế không biết rồi. Lợi thế thế rồi, vẫn còn hy vọng giết được RPG. Nhưng mà hơi ít tướng. Tại sợ nữa con kia nó không chế vào rút thì cái này mệt đấy. Do Sun đang bị bất lợi gì trong đấy. Đánh vào đấy không chết thì sợ đấy. Bây giờ sao giết chết Do Sun để cho lật kèo thì hơi khó nhỉ. Không giết được phát này thua mất rồi. Phải cho mạnh hơn tí nữa. Mình có đúng sai số một trận nữa đấy. Tại hiện tại mình đang là 31 thôi, 31 với 98 thôi. Đúng một trận nữa mà thua thêm một trận nữa thôi là mình vỡ đấy. Tại đánh số cửa dài nó hơi mệt vậy. 31 với 98 là... À không, 31 với 98 là 129. Sao vẫn được 2 trận chứ nhỉ? Tại vì người ta 127 mà không? 98 cộng 31 là 129. Không thua là 129, mà thực ra mình cần 128 đứng top đầu rồi. Được phép thua thêm một trận nữa. Được phép thua một trận nữa, cố gắng không thua trận này. Mạnh hơn đấy. Đây có Lafite với Robin này. Búp này, hai búp này. Có vẻ hy vọng đấy nhỉ. Bây giờ mình để Robin bắt ở trên này đỡ dính hiệu ứng này. Cho con này Robin đứng trước, Lafite núp sau này. Chắc là con búp lên trước này, con này đứng sau này. Đánh bầy nó trầm mặc thì mình sẽ choáng nhiều hơn để mình cái này. Đây, hợp lý đấy. Cho vừa ở đây đánh thì dính con Aoji nhiều hơn. Được đấy.
để mình không tránh cái phạm vi của con Dawson đấy. Lấy đứng 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 hơi chỉ diện lấy mình để con Hody lùi lên tí để kéo mình an toàn. Lấy mình để Hody đứng ở cùng hàng với Dawson đánh. Để ra bị chống cái hàng giữa. Lấy xếp chưa hợp lý đó. Chủ yếu giết Alkizi thôi. Này xem Lafite có mê hoặc nhiều không? Thì được phép sai số thua một trận nữa. Cái này mê hoặc được hai con phía sau. Cái thiếu là Alkizi đấy. Quá Dawson là tốt rồi. Lafite cái liễu Dawson rồi. Chopper bơm máu cho team này. Robin giảm độ địch xuống. Mê hoặc một tơn thì vẫn nhiều máu, chả sợ đâu. Ui xưa mê hoặc hết cả 5 con, vãi trưởng rồi. Nhưng nói chung vẫn lợi thế nhiều, vẫn còn nhiều tướng. Nó không nổ liên tục được nên không sợ lắm. Đến lượt Lafite mình mê hoặc lại. Được 2 con cũng được. GB kết liễu nào. Mình còn 30 trận nữa, được phép thua 1. Này gia đình cũng không nguy hiểm lắm nhỉ, có Aokiji, có Hody, có Boop. Nếu cho thêm Kizazu với lại con Torine nữa. Để Hody bắn không chế ở giữa đi. Tôi để cái này lùi xuống hẳn đi. Hody, Kizazu. Để đốt cháy chúng nhiều quá, để cái này lùi lên trên. Để không có Boop, mình có Boop. Nếu Hody không chế tốt thì để vầy đạp cũng được. Hoặc không thì dồn toàn lực vào đánh con Lucy trước. Áo gì xuống dưới là lành. Không chế liên tục nhỉ. Nó đến choáng tốt thì được. Qua trong bị tâm lý chỉ được phép thua 1 nên nó hơi do dự đó. Còn cái lợi thế là nhiều ấy. Thì là Hody có choáng một tí nữa thì không bị đốt cháy mất máu nhanh đấy. Nếu đấy thì lại cao kiên băng chúng còn Hody luôn. Mình vẫn cảm giác bị lợi thế hơn nhiều. Đó, mà đánh mà thua thì chết dở. Không biết có choáng được nhiều. Địch trông rất phèn. Thôi cho mạnh hơn tí nữa đi. Cho nó chắc ăn đi. Cảm ơn đang có 235k vàng mà. Rất là nhiều. Robin, Jimmy, Loser, Brook, Domingo với này Boop. Cho Robin bắt thẳng con Hody được khỏi nộ luôn đi. Thì để cái này lùi xuống và đứng so le một tí. Chắc là hai con bị đốt cháy. Domingo quật phải không cho Lucy nộ thì cái này đấm từ từ đấy. Được đấy. Tấn công rồi. Mê hoặc luôn Lucy rồi. Chậm mặc thì càng tốt, mình chỉ cần Robin nó choáng con Hody thôi. Phải nộ được coi như giết được Hody rồi. Choáng luôn Lucy tốt quá. Cái liễu Corby rồi. Domingo mê hoặc tiếp Frankie rồi. Group cái liễu Sengoku. Cơ bản là win rồi. Chặn đòn này càng tốt. 29 trận nữa. Nó 3 búp rồi. Qua smoke group rồi. Group được cái lợi thế khóa cái này. Không biết cái này kịp khóa không nhỉ. Smoke thì không sợ bị choáng nhỉ. Nếu mình để cho 2 búp ở đây nữa. Để có tận 3 búp. Nếu mình để vậy cho cả team mình nộ sớm. Không biết thằng nào nộ một châu thằng này. Mình sợ con CLC nó choáng mình ngược mình thôi. Chứ còn đánh thì mình để vầy cũng tương đối ngon rồi. Nhưng mà địch sẽ nộ trước mình một tí nhỉ. Ở đây mình chỉ có thể khóa cứng được con Zoro, không khóa cứng được Robin. Nếu mình khóa cứng Robin thì mất Zoro à. Không, nhưng nếu mình để Brook. Nếu mà lúc mình để Brook đứng sau thì dí không cho Robin nộ sớm. Vậy thì để con qua đấy không nộ sớm được theo thì Zoro phải nộ trước. Không, để vầy đi, để vầy đi. À, không, để vầy vẫn được mà. Thì Zoro đứng slot 3 đúng không? Thì mình sẽ hoa đá được trước slot 3 của nó.
Tại địch nó có 3 búp thì chắc chắn là turn này sẽ nộ rồi. Chỉ sợ nó nhiều nộ quá không hóa đá được con Zoro thôi. Còn để đánh vầy coi như Robin được bao nhiêu độ, một lúc nó dí xuống phát rồi nhìn mất chế độ của Robin đi. Cộng thêm cái nhủ trí nữa thì Robin sẽ không nộ sớm được. Nhưng mà không biết có kết liễu con Zoro không thì sợ cái đấy đâu. Khéo có thử phát đi, nhưng mà nếu phát này thua thì phát xong được phép thua nữa. Nhưng mà biết đâu qua lại hóa đá nhiều thì sao. Khéo có thử phát đi, cứ làm phát xem nào đi. Hoặc là có thể smoke nó choáng. Thật smoke nó khả năng gây choáng và nó không bị khống chế. Qua phát hóa đá nào. Không được, quan trọng là smoke cái ban nữa có khống chế được không đâu. Còn Robin chắc chắn là mất nộ rồi. Thằng nào nộ hơn, hên hơn thằng nào nữa. Smoke choáng không? Nó mà choáng là Zoro yên tâm nhất. Không choáng thì bây giờ hy vọng qua nữa. Chưa giết được. Hôm qua con yêu bị CLC kết liễu mất. Để quá giết chết Robin đấy. Phát này nguy cơ, phát này thua đấy. Không choáng thì có thể cứu được máu lên. Cả nhà xóa những bất lợi cứu được smoke lên. Smoke nộ lên phát chắc giết được. Còn Robin này được búp nộ. Thế thì phát này smoke vẫn sẽ nộ được. Nhưng mà sẽ bị ăn phản đam từ Zoro. Phải choáng cơ. Choáng là Robin bị phản đam mất hơi nhiều máu rồi. Thôi Zoro nộ tiếp thì khó rồi. Thôi phát này thua rồi. Bây giờ có đúng một cơ hội cuối cùng này. 28-128, cái này thua thêm một trận nữa là hỏng này. Thua thêm trận nữa là mình sẽ xóa đi tí vì thực ra bên dưới tầm 123. Cho mạnh hơn nhé. Sanji, Mila, Dosun, Hensui lắm. Giờ không thua trận nào cũng áp lực đấy. Thua phát là mất, thực ra cũng chả liên tiếp mấy đâu, nhưng mà đánh cái tầm này thì không cố được, cũng hơi thực ra cũng chút do dự. Ba con này ngon mà không có nào đi cùng ngon nhỉ, mạnh hơn tí nữa đi. Bây giờ không còn được phép thua nữa. Còn lo Usopp, Jimmy, Franky có mỗi búp. Giờ căn kiểu gì cho tiện. Nếu mà Franky đốt cháy phía sau, con này đứng đây bắn thì cũng chả làm gì được nhau. Mình khóa ở đây đấy rồi gì. Để Franky đốt cháy thì bắt chắc được con búp thôi, à, không bắt được con Zoro thôi. Chỉ cản tí nộ. Không được. Nhưng mấy cửa nhiều búp này con lo bắt được nhiều nhất rồi. Qua kiếm thêm con nữa đi cùng. Usopp mấy cửa này bất lợi. Lo hai búp này hơi phèn tí. Nhưng mà có Aokiji Mazen Lăng. Mày lăng chắc chắn phải tránh xa Robin với Zoro để tránh hợp nó kích nộ. Nhưng mà chắc phải để dưới này. Nếu để hai búp ở đây cho cái này nộ sớm thì sao. Chắc chắn mình khóa một búp địch thì nó sẽ không nộ. Có chắc chắn nó nộ không nộ sớm. Con kia nó hơi yếu, sợ không biết con Aoji sống lâu không để Aoji xuống dưới. Để vậy an toàn hơn, may chết con này con kia. Như vậy nếu để vậy để luôn cái này xuống dưới thì vì đằng nào chắc chắn mình sẽ bắt con Robin turn 1. Thì turn 1 kết thúc xong rồi xong phát con búp phát ra Aoji đóng băng. Còn bên địch thì sao, mình khóa được con Jessica. Turn 2 được khóa tiếp, lúc đấy thì mình đánh này thì không biết con Mazen Lăng đánh mất máu với con kia thế nào. Mình chắc chắn thì bắt được cứng con này thôi. Giả sử chỉ bắt một búp thôi thì turn 1 coi như chúng nó có 75 nộ. Sao turn 2 mình khóa tiếp con này thì nó sẽ không nộ sớm đâu. Mình sẽ nộ trước của nó một tí. Mà nộ trước con kết liễu được không thì không chắc. Búp này nó khỏe hơn tí nữa thì ngon, mà hơi yếu. Thôi đặt chọn niềm tin nhé. Được thì thắng, không được thì thua nhé. Ở đấy thì lệ thiên băng để rơi chỗ này. Vẫn hơi mạo hiểm một tí. Thôi đánh đi. Không được thì bùa khác đánh.
Giờ còn vì con Mazang đánh lung tung thì mình cũng không biết cái khiên nó sẽ trúng đâu nữa. Không biết cái phả tê liệt thứ hai bắt trúng con nào. Bắt trúng con búp nữa thì ngon. Bắt trúng con CLC có chút lợi thế tí. Cho để cái nội chậm một tí. Không biết có đóng băng được Zoro. Ở AOG đóng băng cũng được. Không đóng băng con nào, đùa nhau vậy. Nhưng mà giết được con búp rồi, bây giờ lo là hỗn loạn đi. Không nguy hiểm đấy. Nội trước hỗn loạn kết liễu luôn Robin thì tốt. Hỗn loạn Robin rồi, có chút lợi thế, đừng đánh trúng mình nhá. Đánh trúng Zoro là ngon, vẫn còn hy vọng. Có đi trụ được cú nộ không? Trụ được. Đánh cái liễu cái mạng đầu tiên của Zoro đi. Phản đam chúng con ít rồi, chết con ít rồi. À con ít vẫn sống luôn này. Vậy con này win đấy, phát này win đấy. Ok, win rồi. Ôi trời, áp lực vẫn còn hy vọng nhé. Chưa chết là vẫn còn hy vọng. Thì chỉ được đúng trận này chỉ cần thua thêm một trận nữa thôi là mất hy vọng top 1 mà. Nên là rất áp lực. Hiện tại đứng hạng 19 rồi. 27 trận nữa. Lagerdor Bingo núp sau, đéo biết bắt kiểu gì. Kiếm cái con miễn dịch mê hoặc sợ dễ đánh. Mình có hai búp liên tục, mình có Akanu đam to này, mình còn dính là con gây choáng nữa, mình không biết có bắt được không. Chắc phải hy sinh Zoro hứng đòn đấy, thì để con Califa nhây ở giữa đi. Mình lợi thế là số búp mình nhiều hơn, nhưng mà cái phạm vi quật con Doi Bingo mình cóc biết nào một lần. Nhưng mà mình con mình có nhiều búp hơn thì có thể cho lùi xuống tí nữa. Rồi để con Zoro lùi lên thì con búp lên lúc sau rồi. Để làm sao con Akanu đỡ bị đánh trúng nhiều. Mà không để con búp này đứng lùi sau hẳn hai con. Thì nếu đánh phải đánh chéo vẫn trúng được nhỉ. Để không thể nào tránh được con Domingo quật này. Nếu mình để như vầy, giả sử nó quật chữ thập thì nó trúng được vầy. Quật chéo, à không để vầy quật được này. Nhưng mà rủi ro nó quật trúng con ly của mình. Nó không, vẫn có rủi ro nó quật phía sau. Chúng ta cứ để bừa như vậy, bây giờ mình chẳng biết để kiểu gì. Con này có gây cấm tích nội không nhỉ? Có thể khiến bị trúng độc thôi, trúng độc cũng không cấm tích nộ không, phải để vầy cũng được. Để không may nó choáng cho mỗi Zoro thôi thì đảm bảo với cái này nộ. Thực ra không chắc chắn lắm đâu nhưng mà chắc không phải đánh đâu. Bây giờ cũng không để kén chọn được, đánh đi. Không được thì lấy top 2 cũng được. Rất tiếc là không khóa là CLC. Califa nộ được thì tốt, không nộ được thì thôi. Chỉ có áp lực là chủ yếu hỗ trợ cho con Akanu nộ. Không bị mê hoặc ly thì có lợi thế cho con Akanu rồi. Akanu cơ bản là đủ nộ rồi, con kia đánh kích nộ lên nữa. Giờ quan trọng nộ lên, đam được to vào. Nữa Califa cấm tích nộ, không cho địch cái nộ nữa để Zoro tưởng nó hứng đòn phía trước, nó dính hiệu ứng nhiều vào Zoro. Sanji không chết là một lợi thế để khóa cấm tích nộ. Califa cấm tích nộ nào. Giết luôn là con kia thì càng tốt. Yên tâm rồi. Zoro cái liễu con kia là ngon rồi, yên tâm rồi. Nó khó vì không biết được cái mục tiêu đánh trúng là con nào. Chứ nếu biết trúng thì mình né dễ hơn. Hai mươi sáu trận nữa, chỉ cần thua một trận là dừng. Không phải dừng mà sẽ đánh xuống top 2. 274k vàng vẫn trong phạm vi cho phép. Mùa này nó cần 30/4 thôi chứ không phải giả xả vàng nhiều hơn tí để đánh nó hoành tráng hơn nữa. Sát 30/4 quá khóc dám đánh nhiều. Có Mirella, có Luffy, có Zoro, có Nami, nên là trận hơi mỏng một tí. Ở đây Mila đứng trên là hợp lý nhất rồi, không chặn đòn gì cả. Nên là Luffy đứng ở dưới đấy. Còn Nami đứng đây cho nó giảm nộ đi tí được. Còn Nami đứng dưới cùng, thôi để Hina đứng dưới cũng được. Để Zoro đứng ở đâu bây giờ nhỉ? Thôi thì cứ để đứng ở đây, không thể Zoro xuống dưới cùng đi. Hina nhây con Shiraoshi không cho nó nộ, cho nó thành bút thuật. Không để cái này lùi xuống tí, Nami đánh sớm nữa. Không để vậy, cho mình Zoro đứng nữa. Họ để giữa giữa vậy hay hơn. Thì Zoro đánh lâu và lâu Lucy cái liễu ở chỗ này. Này đánh về chúng một con mà. Đánh từ từ nhây ngược đấy. Được đấy. Chủ yếu cho Luffy nộ đấm chết Lucy đánh ngược lên trên. Team mình có hai con miễn dịch mê hoặc cũng yên tâm một tí. Mila mê hoặc thêm con nào thì tốt. Khóa được Laffite. Team này mình phá nộ cũng nhiều. Không mê hoặc là lần thứ hai nhưng vẫn là lợi thế nhiều. Liệu Nami có bị trầm mặc không? Bị trầm mặc đánh thường không? Giả nộ chúng Sanji lại đánh thường tiếp.
Mê hoặc luôn Sanji thì yên tâm rồi. Hina thì khóa Shida Uchi rồi. Thằng Luffy đấm cái liễu Lucy trước. Zoro độ bồi giết được Ryushi. Nami vẫn bị chậm mà. Giảm độ Lavite lợi thế đỡ lo mê hoặc linh tinh. Luffy đấm chết Shida Uchi. Nami. Nó vẫn sẽ nộ. Mì là con mèo rút con Lafite. Đánh trúng Sanji. Chết mất rồi. Luffy đấm. Họ từ từ giết nốt Lafite. Lafite giờ không thể nộ nữa rồi. Tạm thời vẫn đang còn hy vọng nhé. Hy vọng nó hơi mong manh một tí xíu. Tranh đúng một lượt. Giờ chỉ cần toạch một trận là coi như vỡ. Nhưng mà cơ hội top 2 rất là lớn. Nếu mình đứng top 2 chắc nhiều bạn nào cũng chắc chả ai vote mình top 2 đâu. Tại mình có dự kiến đánh đâu. Giờ bác còn lo ở giữa trước này. Lo bác chính lo một búp thì hơi ít. Làm mấy con đi cùng nó yếu. Có lo có kem toàn con yếu đi cùng. Sau nhiều khi can kéo khít 500k vàng. Còn 25 lượt này. Đánh nó khá là lâu thì nó không dám đánh nhanh như cái vừa đại chiến. Vừa đại chiến đi bứt tốc 5-10 phút ngày cuối là xong. Cái này đánh nó lầy lầy. Số lượt nó nhiều là một chuyện kiện, nhưng mà phải đi căn trận ấy. Nó phức tạp rất là nhiều. Xong rồi vừa đánh vừa phải dén vàng nữa. Nó có lo này. Có đo sun này. Nếu đo sun choáng là búp mà lo không chế được tốt thì ngon. Thì bắt đầu Usopp lên 1 này. Jinbi. Kobe. Vista để chỉ có tận 2 búp. Mình không biết khóa nổi búp không. Thì hắn lăn tăng không biết khóa được búp không. Thế để Vista đây giảm nộ con lo chắc ăn là tê liệt được nó đi. Đó xung đánh thì bị đánh cái thứ là 4 con đánh vào con lo là chắc giết được sớm ấy. Không đến mức là yếu lắm đâu. Là các bạn vì lăn tăn con cái chỉ được một phép thua, bây giờ thua thêm một trận nữa coi như là bằng cửa top 1 là không thôi, là mất top 1. Lo sun đập này, lo bắt đầy bắt chắc chắn được Usopp turn 1. Turn sau thì có thể bắt trúng búp. Có thể nếu mà GB đấm đau quá cũng không bắt trúng búp đâu. Chả biết làm một lần. Nó nên bắt thôi. Tiết kiệm nên bắt, còn nếu mà ăn chắc thì nên đổ. Tên 1 thì chả biết bắt trúng búp hay không mà tính. Nếu mà đo sun choáng liên tục thì chỉ có một búp thì mình cũng chả sợ lắm. Mình có Vita giảm độ mình không chết lo hoài rồi. Nhưng mà chỉ sợ không may hụt thôi, đau đầu rồi. Nó có bi búp bạo kích thì nữa đấm thì chắc cũng đau đấy. Nếu giết được búp này sớm thì sẽ khóa được liên tục mấy con này luôn. Chỉ có 2 con nguy hiểm nhất ở giữa thôi, không có bắt được không. Này có tận 2 búp kìa. Turn 1 chắc chắn là Vista an toàn và giảm độ thành công rồi. Giả sử mình hụt búp thì turn 1 nó có 50 độ. Turn 2 giả sử hụt tiếp thì turn 3 nó nộ. Mình thì turn 40 độ. Turn 3 chưa chắc, mình cũng không tính là nó sẽ tê liệt chúng con này. Thôi cứ cho nó cơ hội đi. Được thì được, không được thì thôi chứ. Không muốn tốn nhiều vàng. Ui trời, bắt đầu hụt mẽ rồi. Nguy hiểm quá đi mất thôi. GB đấm đau đau vào, không nguy hiểm lắm đấy. Phát 2 quá choáng nào. Không choáng, trời ơi, chứ thì không choáng rồi. Để khóa tiếp búp chăng. Khóa được búp. Thì tạm thời Usopp lên tên sau vẫn nộ. Vista đầy máu mới có trụ được không. Giờ địch cũng gần chết rồi, chẳng qua cái nó cứ hụt hụt vậy, sợ quá đi mất thôi. Gần giết được lo rồi, đo sun kết liễu lo nào. Bây giờ phát này lo hỗn loạn được Usopp không? Không hỗn loạn được, nhưng mà Vista nó biết có sống được không? Bắn chết rồi, bây giờ bắt buộc phải khống chế được Usopp đều. Bây giờ phải choán đầu tiên, phải choán được con búp. Choán được búp thì mới khống chế được, GB nó gần chết rồi. À con kia gần chết rồi. Lo đánh bồi chắc giết được Usopp ấy. Kết liễu Usopp nào? Ok, tuyệt vời. Vẫn còn may, vẫn sống được.
có cái bạo kích vào đánh nó vẫn đau hơn tí thôi. 24 trận nữa lại trận này tiếp. Trận này không nguy hiểm lắm đâu. Chẳng qua điều là mình rén vàng thôi. Rén vàng nó nguy hiểm. Nếu mà mạnh tay hơn tí thì cũng dễ. Đây có lo với A dồn nhau giết ở giữa này. Van Ogre thì mình thực sự mình đéo tin tưởng lắm. Trong giờ mình có nên thử vận may nó tí không? Với Boop lại chơi Corby bạo kích tiếp. Không biết có được 2 lần liên tiếp không. Tại Van Ogre bắn được cũng rất là rủi ro đấy. Giờ phát này kéo kệ Usopp bắn một turn đi. Để mình đốt cháy ra giết từ từ. Cho Van Ogre lùi xuống thì quá chắc là nó Boop phía trên. Thì bắt về bắt lo bắt con Boop. Giờ này Boop lên được tí rồi. Nếu mà choáng được thì tốt, không choáng được thì thôi. Thì Boop lên đánh từ từ lên. Thì có được không? Chắc chắn mình bắt được turn 1 thì vậy, chắc chắn là turn 1 thì con lo là sẽ không có nộ rồi. Con lo được khoảng tầm 25 nộ thôi. Usopp thì chắc được khoảng tầm 50 nộ. Còn turn 2 thì đánh linh tinh như này thì chẳng biết bắt chúng con nào. Turn 2 thì nếu mà may mắn thì kéo bắt được Usopp hoặc là bắt được con Kiwi ở dưới. Tại vì phạm vi đánh mình không trúng đến đấy mà. Thôi cứ dậy cho liều phát nữa đi. Được thì tốt, không được thì thôi. Thực ra vẫn hy vọng nhiều, biết đâu choáng nhiều. Không choáng được. Ây đốt cháy lên nữa, rứt máu rồi rụt máu từ từ xuống. Quá là Usopp. Con này Vanguard biết đâu tỏa sáng lại choáng là nhiều. Chết tiệt, lo nộ ạ, ây giảm nộ vẫn chưa nộ đâu. Lo mình nộ trước, lo mình nộ, cái nhớ là lo địch là ngon. Ok, chết là lo địch là lợi thế lớn. Nếu không may cái chết ây lo còn nhiều máu cũng chưa chết được luôn. Vanguard nữa giết con bút phía trên nữa. Ây vẫn sống là tốt quá, phát này win rồi. Thì nó bắn cùng lắm chết ây thôi thì vẫn còn lo tấn công được. Cái kiểu đánh của mình như vậy. Yên tâm rồi. Lên hạng 13 này. 23 trận nữa, rủi ro vẫn còn nhiều lắm. Cái này mà Sanji không phải nó cho cái kia chặt đòn chúng lo là mình cũng mệt đấy. Đây có lo, có Miela, có Usopp, có Franky. Cho hai búp đi. Giờ cắt làm sao đẹp một tí. Lo chắc chắn phải bắt chính lo chắc chắn rồi. Franky đốt cháy ở đây, nếu mà để Usopp bắn về chắc bắn kiểu này. Để bắn kiểu gì không chúng có lo sớm được mà. Lo bắt về bắt được búp một tên. Nó nhiều búp quá nhỉ. Nó để về cho Usopp bắn từ từ. Mà chắc chắn rủi ro để Sanji nó nộ sớm nó khóa mình. Cho nên cho Franky nộ sớm. Ô, để Franky nộ chậm, Usopp nộ sớm, bắn sớm rồi. Bắn kiểu gì không chúng được lo sớm. Thế mới khổ. Để Franky đốt cháy ở giữa rồi đi. Nó dí thẳng con lo chết sớm. Không cho Mi, cho Miela đây búp cho Franky nộ sớm và giảm nộ luôn Sanji đi được. Chơi vậy đi. Mình nghĩ là đánh vẫn được ấy. Tấn công nhé. Và thì cái tận 3 búp hơi khiếp một tí. Hy vọng là may mắn rồi. Không mê hoặc được, đánh trúng Jessica không mê hoặc được. Đèn thế không biết. Mình cần phải quá bớt búp địch, không phải giảm nộ xuống, giảm chúng con búp làm gì, giảm chúng con Sanji không giảm. Này chắc là Sanji vẫn sẽ nộ nữa, trừ khi mình mê hoặc chúng được con búp. Ui đánh chúng búp không mê hoặc. Giảm nộ nó vẫn nộ thôi, thôi cũng không sao, vẫn còn hy vọng một tí. Lo nó bao nhiêu nộ nhỉ? Lo nó 60 nộ. Nó vẫn sẽ nộ còn lo nhỉ? Trừ... À không, nó vẫn lo vẫn thiếu, à lo bị cấm tích nộ, nó cũng còn hy vọng. À, đâu lo bị cấm tích nộ nhỉ? Ông chả để, à chả để ý đó. Ông đại khái lo chưa nộ. Thực ra là con lo thì yên tâm rồi. Để còn Usopp bắn nữa được. Ngọn nãy mình không để ý vì sao không nộ, có thể bị cấm tích nộ cái gì đó mà không để ý đó. Hay là bị lẻ mất vài nộ, thiếu mất vài nộ sao. Vào top 10 rồi. Cái này kiểu Robin quá là tốt nhất vì cái này toàn giảm nộ đấy. Robin nó choáng là yên tâm nhất. Chứ còn lo bắt là không may nó có 2 búp, nó búp nó đủ nộ lại đánh lên. Mất 300k vàng đấy. Đây có Robin. Nếu thêm con Ami dí giảm nộ nữa. Kaku đạp cũng rất là tiện. Dosu gắng choáng búp đi. Usopp bắn hay là Jimmy đấm. Jimmy đấm thì chúng được lo nhiều hơn. Nhưng Usopp bắn thì cảm giác đau hơn. Có để Usopp bắn đó. Sợ cái này nó nhiều búp quá. Không may mình hụt rồi. Sợ nó giết chết con Robin sớm. Hay để Robin núp sau chấp nhận nó tê liệt sớm một tí. Hay cứ để vầy đi. Để vầy mình sẽ được mấy con đánh trúng con lo thôi. Không để vầy cũng được.
Mà Rook nộ chắc không chết sớm đâu. Chứ biết đâu Nami giảm nộ chúng vào Rook. Đa mình cũng nhiều mà. Rồi cứ để vậy mà dã thì chắc mình giết chết Book sớm. Tấn công đi. Cứ đánh 3 lần liên tiếp là được. Được đánh 1 lần. Choáng nào. Choáng thành công con Nyx rồi. Nami giảm nộ chúng mấy con ở giữa đi. Chúng ở Brook là lợi thế lớn ấy. Vì Brook xác suất sẽ đủ nộ cao nhất. Khalifa đánh không gây choáng là tốt rồi. Đánh thường thì cũng gần chết rồi mà. Gần may mắn một tí rồi. Nữa cố gắng làm sao mà Dawson nó choáng thêm phát nữa. Con Nyx là yên tâm. Thầy lo gần như không chết cứng mà sợ em kia nó nộ nữa. Choáng con Nyx phát nữa nào. Choáng tiếp là yên tâm rồi. Nami giảm nộ chúng và Brook tiếp rồi. Chúng và Brook tiếp là quá đẹp rồi. Đấy, tạm thời không lo đâu. Nhiều khả năng xích được lo. Giết chết lo là yên tâm rồi. Yên tâm rồi, yên tâm rồi. Ok, mình sẽ khóa được Brook. Mình sẽ khóa được Brook. Vẫn còn hy vọng. Chỉ cần thua một trận là hết hy vọng. Một đống này 5 con đánh 1 thì kiểu gì chẳng thắng. Nami đã giảm nộ Brook khỏi nộ. Robin lại khống chế mà. Không giết từ từ. Hai con gây choáng rồi mà. Mỗi tội Kaku đánh một lúc nó không xoáy được. Đây là hạng 7 nữa. 21 trận nữa. Từ cái này phải lo cả Miela. Đang lúc quan trọng cả mấy trận này dén đấy biết được. Có thể dùng lần đầu. Nhưng mà để xem có kiếm được hướng. Đấy này không thể khóa cứng được hai con. Sai số không cho thua nên áp lực lắm. Giờ mà kiếm được hai con không chết tuyệt đối thì ảo nhỉ. Sợ nhất là lặp lại trận này nhiều là mệt đấy. Trông rất là bình thường nhưng mà rủi ro lớn. Này có hai không chế tuyệt đối. Robin với Ken này. Fuka, Akainu. Thiếu một con búp nữa là đẹp rồi thì. Không có búp với đau ấy. Không có búp thì rủi ro vẫn lớn. Dù mình để một con bất kỳ, dù Mr. 1 nên hứng trước. Ken bắt đây, hai này bắt đây. Nó xoáy thì cũng đau. Chúng chưa chắc nó xoáy nhưng mà chả biết nào là. Nó không để Fuka bắt ở dưới thì Akainu xuống dưới. Tránh con Kaku đạp chúng. Hoặc để kiểu so le vậy. Nó vẫn đánh xoáy chúng nhỉ. Thôi đổi chân khác đi. Áp lực quá. Sẽ có tận dụng trận này đánh hay không này. Trận này địch chỉ có một búp thôi. Mình có hai con khống chế có thể mình khóa bớt được. Ví dụ mình dùng Fuka tấn công ở giữa. Ví dụ mình dùng con có thể dùng con Mr. 1 hứng ở đây. Fuka lồng ở đây, Robin bắt đây ở Lucy kia. Akainu ở giữa đánh cho nhiều. Mình cho Ken bắt bớt một con, Robin bắt một con. Bắt chết con này xong thì Robin xuống hiểm trợ khóa con dưới này. Thì xác suất mình khống chế được cao. Có tội Lucy có khả năng. À không, mình Ken mình choáng, không có búp mình choáng khá lâu. Để đánh đam thường chắc đánh được. Để vậy đi. Mình khóa luôn búp địch coi như nó giống mình không có búp. Rồi, tấn công ra vẫn dễ thở hơn tí. Chưa chắc đã thắng nhưng mà dễ thở hơn tí. Bây giờ hết lần đổi đấy, bắt buộc phải bắt tất cả các trận về sau đấy. Này giờ đang đánh thường Akainu chính là chả kỳ vọng nộ. Giết BB sớm để khóa con Robin. Đang khống chế tương đối tốt rồi. Không bị choáng là ngon rồi.
Riêng là Robin nó yên tâm khá nhiều. Cơ bản là win. Cái tỷ lệ Lucy gây choáng đánh thường rất là thấp. Cả cả đánh nộ cũng vậy thôi, chẳng có thỉnh thoảng đen nó bị. 20 trận nữa. 20 trận nữa là 128 cửa. Có chọn có được không không biết. Robin smoke tận 2 bút. Toàn con kiểu thiên về hiệu ứng nên rất là rén. Nami phá nộ Lafitte bắt thì nó cũng hên xui đấy. Cho mạnh hơn. Thế là áp lực sẽ tốn vàng hơn tí. Robin Nami 2 bút. Vẫn hơi chủn. Có Kaku ở giữa đẹp. Có Mirela, có Dawson. Có Jessica, có Usopp. Nếu Usopp bắn ở trên thì chấp nhận hy sinh có búp rủi ro bị choáng ở trên. Nếu Dawson tỏa sáng ở dưới hơi để Sole. Nếu mình để liều vậy giữ hai búp lại. Cho Usopp bắn vậy con giết con Smoke sớm. Kaku đạp trúng nữa. Robin ra để vậy thì nó turn 1 nó 75, turn 2 nó chưa đủ turn 3 mới nó. Mình thì nếu mà may mắn là mình không bị choáng con Jessica thì mình sẽ nộ sớm rồi không đánh thường khá là đau. Kaku đánh thường khá là đau. Mà nếu để vậy thì xong để như vậy hợp lý hơn. Để như vậy thì như vậy Jessica chắc chắn bút được 25 độ. Thì tầm 1 chắc chắn là tướng của mình 75 độ rồi. Có lẽ nên thử pháp, mình vẫn muốn thử trận này. Tất nhiên là rủi ro vẫn có, mình muốn thử tấn công nhé. Hy vọng Jessica không bị làm sao. Mà nếu mình choáng là Robin là tốt nhất. Jessica có này thoát nạn rồi, nhưng mà do xuân hụt mất rồi. Giờ bắt buộc phải kỳ vọng vào Usopp với Kaku thôi. Mình giảm nội chúng Robin rồi, đoán sao giết chết được con Smoke cái thứ sớm sớm tí. Cái này chắc chắn là Usopp mình sẽ nộ sớm rồi. Mila không khóa là con búp hơi tiếc một tí. Cố gắng làm bắn chết Smoke rồi. Bây giờ xem có giết được Robin sớm sớm không. Kaku cái liệu ở Robin sớm không? Chưa được. Bây giờ xem Mila có liệu có mê hoặc trúng được Robin không? Không được. Jessica đánh búp một phát nữa. Bây giờ chỉ cần Usopp không bị choáng thôi. Kaku không bị choáng. Không bị choáng vẫn còn ưu thế. Tấn công nào. Kaku cái liễu không? Cái liễu được là được. Ok ngon rồi. Bây giờ có bị choáng vẫn còn máu. Mila không bị làm sao, cái liễu khóa kỳ vàng. Win rồi. Vẫn còn hy vọng. Rất là áp lực luôn. Đánh toàn kiểu mạo hiểm nên nó rất là rủi ro. Này vào khởi đầu có lo luôn à. Có Luffy, có Boa, mấy con này kích nộ cho Sanji hơi nhiều đấy, nguy hiểm, có 2 bút. Bắt buộc phải để có lo, bắt thẳng có lo rồi. Luffy chắc chắn phải đánh ở giữa rồi. Boa ở trên. Boa ở dưới này, mới ra nộ sớm tí. Lo bắt rồi bắt vậy. Thật ra cũng phải để vậy, chả cách nào khác. Chẳng qua Sanji nộ được thì vỡ mặt. Phải đấy, cũng phải đánh thôi, chả cách nào khác. Nó tận 3 bút. Thôi cứ tấn công đi. Được thì được, không được thì chịu. Không được thì chắc vớt được cái top 2 đấy. Mình nghĩ tầm này đánh vậy chắc là vớt được top 2. Có top 1 thì cần thì không thua thì hơi áp lực một tí. Chứ bây giờ cứ đổi tướng liên tục thì chắc lại quá số lượng vàng quy định. Mình không muốn đánh mấy cái mùa này, tại đơn giản mình không muốn mất vài triệu vàng ấy. Còn bây giờ mình chỉ muốn đánh mức khoảng tầm 500k vàng thôi nên là mới có. Không đấm chết được lo, qua đánh bồi không biết trúng con nào đấy. Mà hơi lo nộ chắc giết chết lo địch rồi đấy. Cái này hóa đá có Sanji không? Không hóa đá Sanji mà lo nộ giết chết lo địch là lợi thế lớn rồi. Nộ về chắc chắn giết chết lo rồi. Tốn loạn là 2 con búp rồi. Giva đánh bồi kéo giết luôn Sanji ấy chứ. Hoặc là mê hoặc nó. Không mê hoặc được nó mà Luffy đánh thường nó cũng chết thôi. Vẫn còn hy vọng. Chặt đòn tí không sao cả. All the situation circumstances still we don't mind steady going on. 18 trận nữa. Lại cái trận chết tiền này, trận này đau đầu này. Cái trận này rất là rủi ro này, trận này. Mình bắt buộc bắt được 2 con cứng thì rất là tốn kém.
Thế còn Milan đánh không biết lúc nào một lần nữa. Cái bác lo trước Milan tính sau. Nhiều khi mà đổi không tránh được ấy. Trận này là toạch phát là vỡ này. Mà vỡ có thể vỡ liên tục vài lượt liền. Thì bây giờ bắt buộc phải tìm tướng để đánh được nó thôi. Bây giờ gì có lượt đổi đâu. Con này có lo bắt con này. Có Luffy đấm. Đấm con nào trước, đấm lo trước. Có Mirela, có hai búp. Hai cho mắt sự hâu né hứng thôi chứ chả biết làm sao. Một búp lên trên phòng rủi ro đấy. Con này nói chung thì chủ yếu là cần mấy con này ra đòn trước. Chỉ sợ nhất Milan mèo chúng có lo là mình bị vỡ ngược luôn. Tôi mà bắt chắc chắn được con Dosun rồi mà. Chắc chắn là con Dosun nó xoáy chúng con lo một tí thôi. Chứ nếu bây giờ mình để cái này lên sớm khác gì mình tặng cái lo tê liệt mình đâu. Đấm vậy đấm chúng con Luffy à. Nếu vậy phải để con Mozu lên sớm trên này một tí này. Thì Luffy có hội đập được. Thì Luffy đứng lùi lên đây một tí là được. Để vậy thì con Dosun chấp nhận như vậy bị Dosun đánh trúng nhưng mà không bị giảm đam. Sao có thể để con Milan núp sau đây một tí. Phòng hôm nay con này thất thủ và con này hứng đòn. Đấy thì để như vậy thì lo bắt tới một được hai con. Giờ quan trọng nhất là con Milan nó mèo chú con nào thì không tính được. Thôi cứ hy vọng đi, hy vọng thôi. Chứ không chả biết làm sao được. Còn nếu muốn chắc ăn Luffy nộ được để cái này xuống dưới đây thì chắc ăn nộ được. Còn để vậy thì chưa chắc ăn nộ đâu. Thì nếu là sử hôm nay con Milan mèo chú con búp là mình vỡ luôn. Nhưng mà để vậy đánh là tiện hơn. Để vậy thì giảm đam xuống thì hơi mệt. Thôi để vậy, hy vọng sẽ đấm chết được Luffy sớm. À, đấm chết được Lodic sớm. Tại vì turn 1 đánh vậy tinh ấy, chỉ cần đánh được phát được turn 1 ấy, thì turn 2 nhiều khả năng lo mình sẽ bắt được con Mila luôn. Đến thứ 4 là sẽ bắt được. Chỉ cần sống sót được turn 1 không bị hoặc chúng con Moju đâu. Thôi đặt niềm tin nhé, bây giờ chả cách nào khác cả, mình không có sự lựa chọn nào. Giờ tìm tướng quá là khó luôn. Cái bất lợi việc đánh dồn số lượng quá lớn ấy. Phải chấp nhận rủi ro vậy. Ok, thoát nạn turn 1 rồi, bây giờ xem turn 2 thế nào thôi. Turn 1 thì chắc chắn an toàn rồi. Mila mới học không? Không trúng được con nào cả. Tên này bắt được con Mila để tạo thời an toàn tên 2 nhỉ? Luffy đấm lên có choáng không? Bị choáng bắt gì hầu, Luffy đấm chết được lo. Nếu lo độ bồi hy vọng sẽ giết được con lo địch. Bây giờ Mila khóa được con Chopper hoặc con nào đó thì hay. Đánh trúng Chopper không mê hoặc, trời ơi, bán chuẩn con dính thế mà không trúng. Bây giờ cái liệu mà lo được không? Bị giảm đam không biết chết đâu, cũng không chết rồi, nguy hiểm rồi. Giờ đừng hỗn loạn, à, không chắc bắt trúng con mắt sự hầu đâu. Thì Luffy đấm là sẽ chết được con lo, vẫn còn hy vọng. Búp khiên phòng thủ rồi. Vẫn sống. Chóa không sao cả. Quan trọng Luffy đấm chết cái lo đã. Thôi bây giờ từ từ tìm cách giải quyết mấy con kia sau. Mình có hai con biến dịch mê hoặc thì vẫn còn lợi thế nhiều. Quan trọng là cái mắt sử hâu sắp chết. Khóa được hai con rồi. Vẫn còn hy vọng. Nó còn lo thoát nạn bây giờ có hỗn loạn của Chopper không? Chết được Dosun rồi nên Mila đỡ nguy hiểm. Đấm gần chết Chopper rồi vẫn chưa chết. Mila mê hoặc con nào đây? Không mê hoặc được, trời ơi, lo bơm máu lên. Hỗn loạn không? Hỗn loạn là Mila vẫn có ưu thế, mình vẫn còn hai tướng miễn dịch mê hoặc vẫn còn lợi thế nhiều. Nó đánh trúng ba con đấy. Không sao, Luffy đấm chết Chopper nào. Vẫn còn hy vọng Mila có khống chế con Kaku nào. Đánh trúng rồi mà vẫn không khống chế được. Được cái phần này có lo tê liệt hai con không? Ok, có hy vọng lớn rồi. Vẫn còn hy vọng nha. Gặp trận này ít thôi, trận này đau đầu lắm. Trận này nó rủi ro nhiều. Nó vừa tốn vàng rôn mà rôn chưa chắc đã thắng ấy. Nên thành ra đánh ít thôi. Gặp trận khác nhiều và gặp trận này nhiều đau đầu lắm. Bây giờ chỉ cần thua một trận là mất top nên rất là áp lực luôn. Rồi ok, yên tâm rồi đấy. Phát này win chắc chắn rồi. Luffy đấm phát là xong. Vẫn chỉ hiện tại chỉ mỗi mình nhúc nhích tiếp thôi nên chả biết nào là 17 trận nữa. Cái này nên có mạnh hơn tí nữa. Nhiều khi giờ mình đéo quan tâm đến bao nhiêu vàng. Muốn cố đốt 17 trận. Nó đừng có chơi kiểu đánh còn đúng một trận cuối mà thua thì đúng là khổ lắm. Nó thua sớm một tí. Nó sợ đời cho cả cuối cùng thua thì khổ. Có Lo này, có Lafitte này, có Zoro này, có Boop này, có Lucy này. Xem bây giờ để làm sao hợp lý đó. Hay để luôn lo bắt đôi sớm mốc đi. Lafitte nhây Robin đẹp nhất này. Thế để kia để con Zoro hứng. Phải Lucy dồn đam trên này đánh mày có vẻ hợp lý nhỉ. Cái này lùi xuống. Để mày giết từ từ kéo được. Được đấy, mình nghĩ đánh được. Tớ mồi bắt được con này bắt được hai con. Zoro đánh vào tớn 2, nếu mà may mắn thì mình bắt được thêm con bút. Không bắt được thì vẫn có thể nhây địch được. Được đấy, tấn công đi. Đừng có rủi ro gì cả nhé. Đừng hỗn loạn Robin.
đánh tê liệt là được rồi. Robin nó hỗn loạn nguy hiểm lắm, nó hay đánh những tỷ lệ choáng mình lắm. Lavite gắng sao mê hoặc Robin là tốt nhất. Ok, mê hoặc thành công là tốt rồi. Là bắt sang búp này. Là thời địch sẽ chưa nộ được, chúng ta sẽ nộ ngang nhau, mình sẽ lợi thế nộ trước. Mê hoặc tiếp không? Lo nộ chắc chết Robin thôi. Không biết giết luôn Smoke không? Smoke chưa chết mà Lucy đánh bồi là chết đấy mà. Zoro nộ cũng biết có giết được khỉ vàng nữa. Bạo kích rồi nhưng chưa chết. Rồi Lucy đánh dồn xuống. Trường phát này chắc là win thôi. Hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa giải quyết xong. Video chưa khoảng hơn 3 tiếng. Nó vẫn cho mình hy vọng, không biết có cho mình thất vọng. Bây giờ bạn hình nhích thêm một cửa rồi mình hết hy vọng luôn. Có lại trận này tiếp à? Ôi trời ơi trời. Khoai nhá. Lên cao có phải gặp trận top 10 nhỉ. Trận này bắt rất là rủi ro, thì thằng quạch một phát là toi luôn. Đấy, búp nó xịn quá. Trận này thì lại bắt thành công liên tục là hơi khó nha. Rồi bây giờ bí phải bắt thôi chứ còn chả biết làm sao nữa. Giờ kiếm được hai con khống chế nó khó lắm. Đấy, bắt buộc phải kiếm một con khống chế cứng ấy, hai con, một hai con biến dịch mê hoặc dễ hơn là kiếm hai con khống chế cứng. Hai khống chế cứng tìm lâu lắm. Giống như lúc trước mình win là win theo kiểu một khống chế cứng đi cùng với hai con miễn dịch. Lo có một con miễn dịch thì hơi căng nhé, một con miễn dịch là hơi rủi ro đấy. Là cái lắm búp hơn thôi, là búp nhiều cũng sợ thôi. Nếu để Marco hứng đây nó chơi hai búp thôi thì sao? Zoro nộ thì Zoro không miễn dịch nên rủi ro vẫn bị Mila khóa trúng vào Zoro là vẫn có, nên là cũng khiếp lắm. Hay là chơi liều để bắt xuống đây, để bắt turn 1 được con lo với Mila, nhưng mà turn 2 như thế nào thì chưa tính được. Nếu mình để vầy nhá, như vậy mình chắc ăn được, bắt được hai con này. Thực ra nếu con này né tránh thì không bắt được con lo, mà nếu mà tính lý tưởng là bắt được thì bắt được hai con này turn 1 này. Mình để vậy con này coi như Marco hứng đỏ, Zoro dưới hai con búp đây. Thì chắc chắn là turn 1 mình búp được đủ cho Zoro là 75 nộ. Sang turn số 2 mình bắt, như vậy mình bắt trúng con này tiếp. Thì đánh kiểu này thì nhiều khả năng sẽ bắt trúng được con Kaku. Chopper chắc chưa tới bắt được Kaku với con Miela tiếp, mình giảm thiểu rủi ro cái này. Nếu con lo địch sẽ bắt trúng con Zoro của mình và sẽ bắt lên tỷ lệ cao bắt trúng con lo của mình. Nhưng mà nếu giả sử nó không hỗn loạn đấy, con lo chắc chắn không hỗn loạn rồi. Thì chắc chắn là như vậy, lúc nãy là 75 nộ, chắc chắn con lo mình sẽ nộ được. Thì con Zoro mình lúc đấy không, nếu không hỗn loạn sẽ nộ được vào con lo. Nhưng mà quan trọng mình không chắc chắn được là liệu có bị hỗn loạn hay không, đấy là cái điều rủi ro nhất. Còn nếu mình tin tưởng không bị hỗn loạn để vậy Zoro mình chắc chắn là tương sau mình sẽ nộ. Đấy lúc đấy là khi mình bắt vậy, nó bắt trúng vậy bắt lên con này. Thì con này búp xuống đây là con này coi như thành 100 nộ. Có nhiên có thể bị con Kaku giảm đam một tí tiền nộ lên đấy. Sau con lo nộ tiếp phát nữa vào. Thì nhiều khả năng đấy sẽ bơm máu trúng con Marco hoặc con Zoro, có thể sẽ là con Marco. Rất là đau đầu đấy luôn. Như vậy kết thúc turn 1 là 50 độ, turn 2 xong thì turn 3 như vậy là kết thúc xong tới cái lượt số 2 tức là lúc Zoro nộ xong. Như vậy cũng đủ 100 độ Mila turn sau nộ tiếp. Thì đâu lại mới hỏi được con lo. Không đau đầu vậy. Nhưng khéo mà đánh vậy đi, không thì buông top 1 thôi. Thì đánh gặp trận này liên tục thì nó quá số vàng quy định rồi. Thôi đánh nhá. Được thì được, không được thì thôi nhá. Rất là rủi ro đấy nhưng mà cứ đánh đi. Hy vọng sẽ may mắn. Turn 1 trước mắt là khống chế phát 1 là may mắn này. Nhưng quan trọng cái phát Zoro có bị hỗn loạn hay không nó quyết định rất nhiều đấy. Thực ra kể cả có nộ được cũng chưa chắc đã thắng. Nó lấy cầu mang Mila biết đâu mèo chúng còn lo lúc mà Zoro chuẩn bị khống chế. Còn thì vẫn có thể hy vọng cho đấy kiểu đấy. Cái này bắt tiếp này, hoặc là có thể trường hợp gì đó chứ không có thể vẫn bắt Kaku được. Đấy phát này bây giờ quan trọng phát này có bị hỗn loạn không. Không bị hỗn loạn là Zoro có thể nộ được này, mà lo sẽ nộ được này. Nhưng quan trọng là nộ xong thì có giải quyết được vấn đề không thì cũng không chắc lắm. Giờ Mila mèo chúng còn lo là mình yên tâm. Chúng Kaku thì hơi khó. Nãy mình tính nhầm nộ à? Không sao, vẫn có thể cơ hội nộ được. Đừng hỗn loạn là được.
Đấy, Zoro vẫn có hội nộ được này. Nếu mà nộ kết liễu được rồi, vào Mila mê hoặc chúng còn lo là được, vì nó có nhiều nộ. Rất tiếc là không mê hoặc được. Bây giờ mà chắc, ôi thôi Zoro mình không chế, trời ơi là trời. Lại nguy hiểm, bây giờ lo nộ trước mình rồi. Được cái lợi thế là mình có thể không chế ngược lại địch, nhưng mà nó lại nộ trước mình. Nếu không hỗn loạn Mila mình tấn công địch nó phản đam mà con lo. Mà Chopper thì lại bơm máu lên, không chế chúng được hơi mệt. Zoro kết liễu không? Kết liễu đi. Không được, trời ơi là tí máu không chết. Không bị mê hoặc con lo, nếu mà lo hơi khó thì Chopper thì bút máu. Nếu mà lo cái này cái liễu con lo mà có khiên chắc không giết được. Nhưng mà nếu Mila cái này tỏa sáng mê hoặc chúng thì cái liễu con lo con tí máu không biết giết được không. Nhưng mà con này lo mình sống được vẫn còn hy vọng. Không quá là Chopper nhưng vẫn còn hy vọng. Zoro bị không chế nhiều quá, nó lại chuẩn bị đấu tiếp. Phát này khó hỏng rồi. Zoro mình mất cái mạng hồi sinh rồi thì phải. Giờ con lo mình đánh về Zoro mình hết mạng hồi sinh thì hơi khó rồi. Thôi thua, vỡ trận. Bây giờ tiếp tục phải đi xem khéo phải đú cái top 2 vậy. Trận này chắc phải đánh nhiều lần thôi, mình chẳng có sự lựa chọn nào khác cả. Hơi tiếc một chút nhỉ. Nhưng mà đánh thêm lần nữa nhé, bây giờ mình chẳng có sự lựa chọn nào khác cả. Phải win ở trận này mới có cơ hội tiếp. Mila mà tỏa sáng mới hoặc đẹp hơn tí nữa thì ngon hơn. Đánh chú Mila địch thì hơi khó. Phát này tương đối giống đoạn đầu lúc trước này. Thường lần thứ hai đánh xác suất nó win nó cao hơn phát thứ nhất. Đấy phải nộ được phát này. Nó lo nộ bồi giết được con lo đẹp. Phát này mà win đứng tiếc đấy. Đấy phát này nộ giết lo ôi xỉ. Phát trước sao không chết này. Vô lý vãi trưởng. Nói chung mùa này chắc chắn là mất top 1 rồi. Nếu mà không thua thì cũng chỉ bằng cửa nhau thôi. Đấy phát này chắc là win thôi. Để con lo giết được rồi mình coi như giải quyết được vấn đề thôi. Mila nguy hiểm chỉ quá là một con thì cũng không sợ lắm. Nhưng mà win qua cửa này cũng có cơ hội ăn được top 2. Mà top 2 có gì ngon nhỉ? Mình chả biết top 2 có gì ngon. Xem qua đây, quả top 2 đúng không? Top 2 thì thực ra nó trông nó phèn phèn. Top 2 mấy cái này thì không ưng lắm. Mình thích top 1 nó được mỗi cái trái này được. Được cái quả quang minh, chứ còn cái kia thì không cần lắm. Nó cho mình thêm nguyên liệu khác nhỉ? Mấy nguyên liệu liên quan đến pet thì không thích lắm. Mình thích nguyên liệu liên quan đến trái quỷ hơn. Thực ra được tí Haki thì mình không ưng lắm. Mình thích top 1 hơn. Bây giờ chắc chắn là mình tối đa chỉ được top 2 nhé. Vì đây là mình 113, 3 với 4 là 7, cùng lắm 127 gần nhau thôi. Rồi thôi mấy trận sau này, chắc bây giờ bắn phiêu đến tí được nhỉ. Tại bây giờ mình được phép sai số thua tiếp. Bây giờ mình vậy là 127, 123 thì tức là mình chỉ cần 124 được phép thua được khoảng tầm 3 trận nhé. Con Boa, con Sanji, Ken, Akainu, Kaya cho. Nếu Sanji nhây ở trên này cho Ken bắt cứng con Zoro. Không để con Boa ở dưới thì Ken bắt cứng con Búp đi. Tại vì con dưới có Fukabushi. Nếu để vậy thì sao? Thì đây mình đang muốn chơi liều tí nhưng mà mình bây giờ mình cảm giác mình có sai số nhiều thì mình cũng chả quan tâm nữa. Lúc nãy mình còn rén tí là đánh vậy tiết kiệm. Tại vì đang 390k vàng mà. Thì đánh vậy Akadu ra, nếu mà Akadu mình độ được mình thắng, không độ được mình thua đánh thử nhé. Bây giờ mình đánh sai số thôi, mình chả có gì phải sợ nữa. Không bị hóa đá vẫn có hy vọng. Về lý thuyết là mình sẽ nộ trước ấy. Trừ khi bị hóa đá rồi, không bị hóa đá mình sẽ nộ trước. Tại mình khóa búp địch mà. Không bị hóa đá tiếp được có hy vọng nộ trước ấy. Đầu tiên là Sanji nộ thì không giết được Luffy, nó sẽ khóa nộ, nó có thể sẽ giết luôn cả Luffy. Không giết được Luffy nhưng mà nó sẽ khóa nộ rồi. Con Ken tạo vách sắt nó bảo vệ cho con Boa. Cho Akadu nộ lên chắc là giết hết địch thôi. Bây giờ đánh này phiêu thôi, bây giờ mình có sai số. Cứ mỗi lần mình có sai số mình đánh phiêu lên tí. Địch nó ít bụi, ít nộ thế này, coi như là qua đánh nó hoa đá thôi.
Usopp, Domingo, Búp, Zeo. Chơi tạm Marco chứ. Marco hứng đòn rồi. Cho Zeo gắng khóa Búp. Đói cô quật giữa. Usopp bắn. Cái này có rủi ro bị đóng băng, cứ chơi liều một tí. Bây giờ mình thấy cảm giác lại sai số rất nhiều. Phứa phứa thì tí xíu. Cái này có thể cho con này đùi xuống dưới bắn ở dưới cũng được. Thì chả quan trọng coi như kích nộ cho Usopp luôn. Thì để vậy. Để cái này lùi lên tí nữa dính đòn nhiều, mình Usopp dính đòn. Tấn công. Trở thành bây giờ đỡ do dự hơn nhiều rồi. Tại vì nó không còn cần cầu mong về thắng thắng nhiều nữa. Đánh nốt cho hết lượt. Mê hoặc luôn cả hai con rồi. Không bị đóng băng không? Không bị đóng băng. Usopp nổ chắc bắn bay AVG ở lợi thế lớn. Usopp kết liễu đấy. 12 trận nữa. Domingo, Dawson, Jimmy, hai búp. Một búp trên, hai búp lên đây. Domingo ở dưới. Jimmy ở dưới nốt, Domingo ở giữa, Dawson ở giữa. Cho hai búp lên đánh trước, hai búp lên đứng trước đây. Rồi tấn công đi, tầm này không do dự nhiều. Choáng ở chopper thì tốt hơn. Không choáng được thì chịu. Liệu có mê hoặc được con nào không? Không dính. Không choáng nữa. Chắc là mê hoặc là con Ken. Liệu có đập chết được con RPG trước khi nó nộ? Dawson. Giết được chết nó là yên tâm rồi đấy. Cơ bản là win rồi. Thì lúc mà sao kiểu mất top xong phát được cảm giác game mà xíu đánh nó nhẹ nhàng ấy nhỉ. Tạm thời mình lên hạng 4. Con lo núp sau bắt luôn nhỉ, chả sợ. Chả có gì để mất. Qua này. Con nít cho búp liên tục này. Khalifa này. Cho phát 3 búp đi. Lo đây Mila Khalifa ở giữa. Qua đứng sau một tí. Để cho bắn ở trên này tí xíu đi. Mà không để cái này mượn, con này tích nộ. Mila này có gì khóa búp. Đánh luôn nhé, chả do dự. Không chắc chắn lắm đâu nhưng mà hy vọng may mắn. Hóa đá được con được chút may mắn này. Nếu mì làm thì học chú có lo nên may nữa. Nếu có mì học chúng lo, không chúng được lo. Đừng có hỗn loạn là được. Không bị hỗn loạn là lợi thế. Và hóa đá chúng có nào đây? Mai lăng là chắc chắn rồi. Hóa đá luôn lo yên tâm rồi, cấm tích nộ xuống. Mình vẫn còn hai bút, vẫn tiếp tục cho Boa nộ tiếp được. Arika bút chúng có nào đây? Bút chúng còn ít thì Boa nãy vì con kia nó nộ, bút nộ 100 nộ đấy, không nộ sớm. Nhưng mà mình quá là con lo, mình không sợ. Thằng Mila đánh bồi kéo để mê hoặc tiếp lo. Do dù gần như sắp chết rồi. Đây ông mê hoặc tiếp lo luôn. Nói chung phát này quy chắc chắn rồi, lúc thoải mái đánh nó dễ lắm. Karifa nộ phát này kết liễu. Robin Akanu. Robin này, Akainu này, Neptune này, Hiredat với lại Búp hay là Kalifa này. Ở đây xem qua tí đã. Ví dụ Robin là bắt con Búp đi. Cho Hiredat hứng ở giữa chứ. Hay hứng ở trên, Neptune hứng ở giữa. Akanu ở dưới. Lúc sau một tí còn Búp ở trên. Rồi để dưới hẳn đi. Kaku đá trúng một con, không chờ Akanu nộ lên. Thôi đánh luôn thì chả do dự nữa.
Cái lúc may mắn này, cái lúc mà không có gì để mất để vậy mà không bị mê hoặc luôn thôi. Còn đánh được địch thêm phát nữa. Giờ chờ Anuno tỏa sáng rồi. Mình giết được con VV sẽ quá được con Ken nó dễ hơn. Hai lần liên tiếp thì Hirat không bị mê hoặc luôn. Cái lúc nó thoải mái dễ vậy. Akanu sắp đủ nộ rồi. Liệu có choáng không? Choáng là con Khalifa. Hirat giảm độ toàn team xuống. Akanu nộ lên có nhìn cái liễu địch đấy. Chín trận nữa. Giờ lo núp sau vì cũng quán quánh hết. Chả sợ, tìm tướng đã. Domingo, búp, 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 Lafite. Để Lafite đánh đầu đi. Domingo ở chỗ nào nhỉ? Domingo chỗ này nó kích nộ lên đi. Đấy, chỗ đứng hên xui cũng không chắc chắn lắm đâu, nhưng mà cứ đánh liều. Nếu bắt được búp thì lợi, cũng bắt được thôi. Mà cho bên này đánh lên từ từ. Tấn công lên. Cùng lắm thua thêm một trận thì vẫn thế, cũng chả ảnh hưởng mấy. Mê hoặc không? Không mê hoặc được, lo, hơi tiếc gì. Tỷ lệ cao sẽ khóa con Lafite, con Mabushi nếu không bị hỗn loạn Lafite sẽ nộ được. Bị hỗn loạn con Lafite rồi nhưng vẫn còn Domingo nộ. Và nhiều khi con lo nhiều máu chắc mình sẽ mê hoặc được con lo ấy. Mê hoặc con lo rồi. Rồi chúng bốc Gaia, không sao. Mà làm kích nổ tiếp cho Domingo nộ tiếp. Lafite bên này đừng có bị hỗn loạn nhé, để còn khống chế ngược lại địch. Phát này nộ được, phát này nộ được. Mê hoặc nhiều nào. Mê hoặc 3 con là lợi thế rồi. Domingo mê hoặc tiếp không? Trời, phát này tỷ lệ cao sẽ win đấy. Mình có 2 cái búp liên tục nên Domingo sẽ nộ liên tục thôi. Quan trọng là giảm nộ con lo xuống. Không mê hoặc được nó, Domingo phải kết liễu nhỉ. Domingo kết liễu được đấy mà. Trời, quá tự tin luôn. Tiếp tục đến 8 trận nữa. Lo Miela giờ bắt hết, không còn do dự gì cái trận này nữa. Thua thì thôi, đúng không? Tìm tướng tí đã. Lo Frankie không có búp thì nguy hiểm lắm. Kiếm còn mạnh mạnh tí đánh như dễ. Nếu dùng Ken thì sao? Có 2 con miễn dịch mê hoặc ở đây. Đấy là Chopper. Phanh kỳ đốt. Nếu mình để phanh kỳ đốt ở giữa đi. Ken bắt lo. Chopper đánh trước. Mila không bắt ở trên này. Chắc là hy sinh Chopper ra hứng. Ken bắt lo này. Chopper hứng thì phanh kỳ đốt. Đốt dưới này. Mila đứng đây. Ba đứng dưới cùng. Ở ba bắn sớm đi thôi, đứng dưới cùng nữa. Thì có 2 cái này có bị xoáy, mỗi Ken bị xoáy đó. Ok, đang đánh bận tí, bây giờ quay lại đánh tiếp này. Đang căn nào nhỉ? Ken đây, Chopper đây, Mira đây, đánh vậy. Thôi đánh luôn đi. Thật ra bây giờ mình được phép sai số thua một tí mà. Đánh đánh đánh, đánh luôn, luôn luôn ngay lập tức thôi. Biết đâu ăn may Mira mới hoặc đẹp thì sao? Chúng có Dawson này. Có lợi thế này. Đốt cháy rồi con lo này. À đốt cháy, ừ rồi đốt cháy con lo rồi. Bây giờ boa mà hóa đá thêm phát nữa thì ngầu. Mỗi con Ken bị ăn xoáy thôi. Hóa đá chúng có Dawson nữa. Thế lại không ngon lắm. Mình vẫn đang khóa được con lo. Quan trọng kết liễu con lo hay không đấy. Mê hoặc chúng con lo thì yên tâm này. Frankie không bị làm sao này. Đánh chúng tiếp này. Cửa trận này mà thắng tiếp thì đúng thật sự lúc thoải mái. Đánh nó ăn may vãi trưởng. Thôi không sao, chấp nhận vậy. Tại mùa này không chủ đua nên vậy. Nếu mình chủ đua mình sẽ tiết kiệm được vài trận khó đấy. Tại vì trong vòng 6 ngày đầu được 36, 18 lần đổi. Nhưng mà thôi chấp nhận thôi. Vì đấy đánh đột xuất thì tự nhiên thấy nhẹ quá bắt đầu đánh cố. Nên là cũng phải chấp nhận rủi ro vậy. Phát này 99% là sẽ win rồi vì có 2 con biến dịch mê hoặc. Nó phun máu không sợ Mila. Mình tâm lý thoải mái đánh dễ vãi trưởng. Khi mất top rồi. Đèn vãi trưởng trên quả đấy cũng không thua. Quả đấy cũng phải điên nó hy vọng nhiều. Nhưng mà thua phải chịu thôi. Bây giờ chốt nốt mấy trận cuối xem được top 2 không. Còn mình cũng không quan tâm top 2 lắm. Thì mục tiêu là top 1. Nhưng mà thôi được thì bao nhiêu thì được. Chẳng quan trọng lắm. Nên mình vẫn đánh được kiểu ngẫu nhiên nhiều. Tại bây giờ mình thấy một giác không cần quá phải gắt gao nữa. Lại trận này tiếp không? Nếu mà thực ra nếu quả đấy không mất top thì khéo tốn kém đấy. Tại vì thực ra bây giờ tập trận này liên tục thì thực ra cái tỷ lệ thua thêm một trận rất là cao. Thì nói chung thôi hôm nay mình nghĩ là có lẽ không có duyên vô địch. Tại gặp trận này liên tục thì kiểu nét là có lần thua. Nãy giờ ăn may thì thôi, tỉa gì đánh liên tục mình chả thua một lần. 7 trận nữa. Thế đi tìm tướng đó.
đang 400k vàng, tiêu nó xem có mốc nào nó tròn vàng cái này không? Mốc tiêu vàng tròn đây, đúng là 500k vàng là tròn đấy này, mình tiêu tròn nó 500k vàng. Đi roll bên trận này một tí nữa nó tròn. Còn hiện tại đang xếp hạng 4 là 120 không? Mình chỉ cần thắng thêm khoảng tầm 4 trận nữa thôi là mình đạt yêu cầu. Còn nếu mà sự người ta còn lượt thì mình phải chịu thôi. Bây giờ mục tiêu là nó cũng vỡ rồi. Thế Robin bắt con lo A đánh, hay đặt niềm tin vào con Aokiji không? Chopper Frankie. Nếu mà mình tin vào cái điều là con Mirage không mê hoặc mình, mình để vầy đánh cũng được. Hoặc không thì để con A lên trước mà sao bị xoáy. Hay để vậy, lấy khiên băng mình nhây biết đâu lầy lầy. Nếu mình tin tưởng Mira không mèo xuống, thật ra mình có sai số mình muốn thử trận này một lần. Nếu thua thì mình đổi để cho đỡ tốn vàng. Tại vì còn tận 6 trận nữa có thể roll lại mất thêm vàng. Thử trận này một lần, được thì được, không được thì đổi. Hay để Robin núp sau lo cho Frankie đánh trước đi. Thì coi như lo bắt này bắt A luôn. Mình cho Robin bắt sau thì quá từ từ. Thử chơi kiểu này đi, thử đảo kiểu này đi. Còn tấn công mình chấp nhận là A Frankie không chế trước. Đổi lại Robin an toàn hơn tí. Tất nhiên Mira có thể không chế trúng được Robin, nếu không biết được. Nó khóa trúng vào Frankie thì ngon rồi. Aoji tạo phiên băng thì biết đâu đóng băng được. Phiên băng chắc trúng A. Sau đó nó đóng băng được Kafu, đóng băng được Dosun thì ngon cho mình. Lâu lâu đổi kiểu xếp trận đi một tí. Đóng băng được Dosun thì đóng băng nốt Kafu cho ngầu này. Không mê hoặc nào cả, vẫn lợi thế vì đang quá lo trước khi nó nổi. Do Sun gần chết rồi, Frankie đốt cháy tiếp rồi. Sợ Mila đang học chúng có Robin rồi, AOG đấy. Robin giảm nộ xuống, có choán được lo không? Không choán được lo, không biết Frankie còn chopper bút máu chứ không biết được. Hơi tiếc là tí là khóa một con AOG gì. Cái này Frankie đánh bồi lên, không biết được con lo đâu. May ra giảm nộ không? Không, nó vẫn nói Mila nộ vẫn nộ. Thế phát này nguy cơ chết Robin rồi. AOG phát này đóng băng được thì vẫn có thể lật kèo đấy. Chỉ sợ bị mê hoặc thôi. Không bị học đóng băng không? Đóng băng được 3 con này. Không biết có kết liễu được không thì không nộ liên tục được. Tên liền chắc là trúng vào Chopper Frankie đấy. Hoặc lo này nộ tiếp à, phải chắc con này thua. Thì hỗn loạn 2 con, Aoji đóng băng tốt là không không nộ được. Mira quá. Rồi ok thôi để đi đổi tướng đi. Cho mạnh hơn tí nữa để lấy cái top 2 đó. Kiếm nhiều con miễn dịch mê hoặc nó sẽ dễ hơn, nó tốn vàng. Tại mình cứ coi như người ta hết lượt thì sai số tận 3-4 trận thôi mà. Robin Nami khỏe hơn tí nữa đấy. Robin Dosun, thực ra nếu Dosun tỏa sáng nó khóa thì cũng được tương đối, sợ nó không tỏa sáng đâu. Thì đây còn Kaya, còn Vivi. Chơi 3 búp à, 3 búp không thích lắm. 3 búp trông cứ chuối chuối nào. Đấy 3 búp này vô tình này sống con lo nếu không choáng liên tục. Cho mạnh hơn tí nữa. Này Dosun không tin tưởng lắm. Này con lo lại Dosun tiếp là thôi này bắt buộc phải dùng Dosun thôi. 2 lần liên tiếp ra không tránh được. Cho con Nami rồi đi. Thì dùng Sanji rồi dùng Nami có vẻ uy tín hơn tí. Chopper ở giữa đi. Con này xuống dưới bắt tốt thì mình sẽ khống chế được mấy con, 3 con thân bột cho nó hụt. Thôi để Ivan lên trên, không may có sự cố. Con này hứng choáng, để vậy nhé, tấn công này. Cái trận này đánh nhiều lần sắp sốc win đấy, chỉ sợ không biết ăn một lần luôn được không. Tại vì nó đo xuân nó hên xui, có thể phát này nó hụt đo xuân này. Nếu phát sau, nếu phải sự thua đánh lại, nếu đo xuân nó dính thì lại khác. Tạm thời chưa khống chế được nào nguy hiểm cả, vẫn đang tạm thời có lợi thế. Né tránh một chút lợi thế thì tiếp tục khống chế tiếp. Phát này chắc là quá được Chopper, quá được lo, quá được Chopper, quá được bút. Nếu Dosun choáng tốt Mila thì sẽ không chế không cho địch mới sớm được. Nhưng quan trọng là Dosun lại hụt tiếp, trận này có thể đánh tốn lần tí. Nhưng mà vì gì nào mất top 1 rồi đấy cũng thoải mái nữa. Top 2 được thì tốt, không được thì thôi, mình sẽ spam trận này khi nào nó win thì thôi. Nếu mà giả sử nó không win ngay lập tức, mình sẽ đánh tiếp.
Và nếu nó win luôn thì tốt quá, mà sợ không ai nó đen nữa. Choáng không? Không choáng, trời ơi. Nami giật chúng Kaku thì hơi tiếc. Eva liệu có mê hoặc được không? Đấy, có mỗi Mi làm miễn dịch mê hoặc thôi. Mê hoặc là chopper này, mà lo là bị tê liệt. Thế này tiếng may mắn rồi, đánh lại là sẽ win. Cơ hội cho mình không chế ngược lại lo đi. À, mình lại nổ, độ thì hơi khó. Hỗn loạn là Mila một chút lợi thế, nhưng mà liệu có bắt được không? Hỗn loạn với chopper rồi. Nami chuẩn bị nổ. Chắc là tê liệt chúng còn VV. À vâng, con Eva. À vẫn chúng chopper à? Thế Nami nổ được. Giật chúng cái nào đây? Giật chúng cái lo. Sao lo mình nổ lên? Lo đừng bị mê hoặc nhé. Không bị mê hoặc lợi thế, chopper bút máu nữa. Xong lo nổ lên. Hỗn loạn tiếp được con Mila thì ngon. Thế con Mila dễ mê hoặc địch đấy. À dễ mê hoặc mình đấy. Không được. Nami nổ bồi khi bao giết được. Đừng hỗn loạn là được. Nami giật xuống. Cái liệu có lo nào? Ok. Lợi thế lớn, lợi thế lớn rồi. Đấy là mình phản công. Mê hoặc tiếp con chopper rồi. Chopper chắc vẫn búp máu được phát. Lo phát này nổ liệu hỗn loạn ở Mila không? Không sẽ bị nó quá một tơn đấy. Không hỗn loạn ở Mila, hỗn loạn ở mỗi chopper. Có thể nó sẽ mê hoặc là Nami của mình. Nó không sao vẫn có lợi thế. Tại vì tướng đa mình có hai búp máu thì vẫn lợi thế hơn. Cơ hội win mình vẫn có đó. Chúng Nami không sao cả, lo mình chuẩn bị nổ chopper búp máu lên vẫn còn lợi thế. Vẫn còn 20 lượt nữa để đánh. Hỗn loạn ở Mila lợi thế lớn. Nami kết liễu nào, đánh con nào sẽ chết con đấy thôi. Giết được chopper rồi, Eva đánh bồi. Xong lo đánh thêm một nữa chắc giết được Mila đấy. Chopper kết liễu luôn. Ok rồi, vẫn chưa thua được. 121 rồi, sắp lên top 3 rồi. Rồi mình gold núp sau một búp là mới tí đi. Luffy, Kaku, Lafitte, búp Center Maru, còn đường Neptune đi. Kaku ở dưới đá trúng nhiều nhất này. Nếu để Luffy đấm luôn trực diện đây. Này bấm bấm nữa sau sau một tí. Center Maru Neptune nhây nhau. Mình chả con nào mạnh hơn. Coi như để hang đấy nhây nhau liệu bắt được không nhỉ. Một trong vẫn hơi bất an của Dobingo. Luffy đấm xuống này. Kaku đạp đến đau. Bây giờ mình còn sai số bao nhiêu trận? Mình còn 5 trận, tức là tổng mình có thể lên là 126. Mình vẫn sai số thua rồi đánh thêm. Tất nhiên nếu người ta ỉm lượt là mình vẫn bị mất tốt nhé. Nhưng đây mình đang thấy sai số lớn, mình muốn đánh liều một tí cho đỡ tốn vàng. Cho đến trận cuối còn bao nhiêu mình roll cho bằng khít vàng rồi mình bắt đầu mình chốt. Cái này khóa tạm thời khởi đầu an toàn. Mình quan trọng đo mình có quẩn chúng cái nào là vấn đề. Đam thừa mình khá là to, sợ lúc nó mê hoặc thôi. Chúng một mình Luffy thì không sợ, Luffy miễn dịch mê hoặc. Kaku đánh là đam chính, Kaku Luffy. Hai con đánh thừa rất là đau. Gần chết được con Smoke rồi. Không bị mê hoặc là tốt rồi, giết được Smoke rồi. Lafitte không biết có mê hoặc được con nào không? Kaku không bị choáng là tốt rồi. Mê hoặc được hai con là tốt rồi, giết luôn Dobigo thì yên tâm rồi. Mấy con kia đơn giản. Luffy đấm chết Center Maru, à đấm chết con Vivi trước. Choáng không? À không, cấm tích nộ không? Không được. Lafitte mê hoặc không? Kaku chắc là giết được Lucy. Luffy đấm chết Center Maru. Bốn trận nữa. Mấy trận này nhẹ thôi. Lo Fukabushi búp này. Thôi chơi tạm Vanogre đi. Với lại con chả nào mạnh. Thôi chơi để tạm Apo hứng ở đây đi. Để không để Apo ăn choáng thì lo bắt con BB sớm thì Apo ăn choáng cái này bắt phía sau. Vanogre đánh ở trên này. Bắt về bắt được Kenton 1. Cái này bắn thì choáng thì tốt, không được thì hứng đòn. Kaku đạp về trúng được là 3 con thì cái này lùi lên tí trúng 2 con nữa. Fuka không chế phía sau nữa để về sống là Kalipa nhỉ. Mà tôi nghĩ để về chắc chả sao nữa. Thôi cứ đánh đi. Được phép sai số mà. À quên mất mình đánh vậy lại khóa bị Apo để kích nộ cho con Ken tí nhỉ. Thôi không sao mình khóa búp nó, kích tí cũng chả chết được. Fuka không biết có tỏa sáng không chế không? Không chế vô tình Apo để kích cho Ken nó nộ sớm ấy. Này mê hoặc tốt này. Khóa cứng hàng giữa này.
Lo chuẩn bị nộ. Khốn nạn nó vẫn Ken nữa. Không được thì coi như Ken nó khóa cả Apo kệ nó thôi. Và chẳng là Panogger, Apo còn nhiều máu để hứng đòn. Fuka nữa kết liễu hàng giữa. Tao thông thả giết luôn hai con cái này nhẹ nhàng. Ba trận nữa sắp xong rồi. Cái này chắc bạn Min mà xem chắc cũng sợ không? Tại mình cũng chả biết mình đuổi rất sát này. Nhưng mà thực ra mình hết lượt rồi không thể lên được hạng đấy. Nhưng nếu mình đánh từ đầu chắc mình lên được đấy. Nhưng mà thôi, tại mình thấy rẻ quá mình đánh lên thôi. Lại trận này tiếp thôi, trận này rủi ro nó cao. Thôi cứ tìm tướng tí đó. Coi như là đánh cho nó tròn vàng. Thật ra mình chỉ cần lên 124 thôi là mình yên tâm rồi. Còn lúc đấy lên 124 vẫn mất thì thôi, đúng không? Đây có Lo, có Domingo, có Cornis, có Nami. Toàn con yếu rồi, chơi tạm con này. Thử bắt trận này trước xem ăn được không, không ăn được đổi tiếp. Rồi đây để vậy, con Nami dí đây, Domingo đứng sau. Cornis lên trước, Domingo dưới cùng. Domingo miễn dịch mê hoặc rồi. Lo bắt vầy, bắt được cũng chỉ bắt được chắc chắn của Dosun thôi. Trông cũng không cứng lắm, trông cũng mềm. Chẳng qua là sai số vẫn được, mình còn 126. Vẫn sai số vẫn hơn được bạn top 2 nên là vẫn bắt được. Bắt đi. Thua thì đổi. Tại con Mi Lan nó đánh khôn lường lắm. Đánh trúng Lo mày không mê hoặc. Domingo không biết có mê hoặc được con nào không. Đánh về xác suất có thể mê hoặc được Lo hoặc là Chopper đấy. Mà đánh trúng mỗi Mi Lan thì hơi ít. Tạm thời vẫn đang khóa được. Bắt được Chopper, bắt được Kaku. Nami giảm độ chúng có nào đây? Chúng là Hagabub tiếp. Lo chỉ bị nộ. Hỗn loạn là Chopper. Chắc là tên liệt chúng Sando Sonia. Nami nộ lên tiếp. Chắc là nộ chúng còn Kaku rồi. Domingo mê hoặc không biết chúng có nào nhỉ? Chắc là chúng Chopper, Chopper nhiều máu. Thì hơi khổ đi, Milan mê hoặc chúng kia làm Lo mình không nộ liên tục được. Suýt nữa là nộ liên tục được, tại vì có Milan mê hoặc. Mà địch cũng chưa nộ được nên vẫn còn hy vọng. Để Lo mình vẫn có hội nộ được, trừ khi Milan mê hoặc chúng có Lo mình tiếp. Không chúng có Lo mình thì mình có hy vọng. Domingo chuẩn bị nộ tiếp này. Thì chắc là khóa tiếp của Chopper. Xong rồi Lo mình nộ lên, không biết giết được Lo địch không? Chắc không giết được đâu. Cố gắng hỗn loạn Milan đi. Không hỗn loạn được, Lo gần chết rồi, Sado Sonia đánh bồi kéo chết đấy. Nó bắt được chúng còn Domingo thì Sado ra kết liễu. Không thì cũng choáng được, cái liễu luôn tốt quá rồi. Phát này win rồi, phát này win. Trông phèn phèn đánh liều liều vẫn win. Nói chung trận này từ nãy giờ đánh win rất nhiều nhá. Tất nhiên vẫn có lần bị thua nhưng mà cảm giác đánh win rất nhiều. Tại vì lúc cái tâm lý nó thoải mái, chẳng có gì để mất. Này có Mirela, có Luffy, đây còn 2 trận đúng không? Bây giờ mình tra ra chắc ăn số vàng chứ chắc ăn được. Bây giờ mình tiêu sao tròn mốc. Tại vì đây chẳng lẽ đến mốc này không tiêu nốt ra tròn. Đây mốc này ăn 2 lính 2 quà này. Để thêm chút Haki thôi tiêu nốt cho tròn. Thôi cứ đánh qua cửa này, cửa cuối Ron làm sao đến mốc rồi chốt hạ. Còn này đánh lên đến hạng 2 đừng yên tâm rồi đúng không? Có sai số một tí rồi. Tất nhiên có thể vẫn rớt nhưng mà chắc nó ít thôi. Mình nghĩ tầm này ai đánh chắc đánh hết rồi. Chắc chả ông nào đánh lầy những giây cuối cùng đâu. Mirela, Luffy, Sanji à? Thôi mạnh hơn tí nữa. Để rôn tí cho nó bó vàng ấy mà. Chả lẽ tiêu 400 để giờ thì cái mốc trước là mốc bao nhiêu nhỉ? Mốc trước là cái mốc có 250. Bây giờ lên 400 thì cho cố tròn 500. Tội gì nên rôn tướng khỏe khỏe tí. Tại trận cuối cũng lắm là buông xuôi trận cuối thì vẫn được tốt mà. Nên cứ rôn lên tí nữa này. Này có Luffy, có Akainu, có 2 búp, có 3 búp rồi. Kéo được đấy nhỉ. Nếu hy sinh con búp hứng ở đây, Akainu, Luffy đấm giữa, Akainu đứng lên trên tí hoặc đứng dưới tí được. Để làm sao đừng đánh trúng mình nhiều. Nó búp xong phát để đánh về đánh về. Này đánh trúng về xoáy trúng 2 con rồi. Để về xoáy trúng 1 để lên đây. Thì để cái này lùi lên trên này. Nếu vậy để Akainu lên trước luôn thì cũng được. Cho nó nộ sớm đi. Để vậy thì Akainu trúng ở một mình con này thôi. À con Kaku chứ, con Smoke Robin trúng một con này thôi. Không đánh cái nộ lên.
đánh liều thằng nào chết trước. Ông muốn Luffy ở giữa để Luffy xuống dưới. Rồi để vậy nhé. Tấn công nào. Cũng hên xui thôi, chẳng qua tạm thời lên top 2 rồi vì né tránh tí thôi kệ, không sao cả. Mình không biết là nếu trường hợp mình lên được, mình đứng ở top 2, không biết là người ta tính kết quả dự đoán làm sao, thì lại không cho cái code nào. Tại cái này thực ra kiểu gì cũng có, các bạn sẽ mất code. Hay là tính cho người nào dự đoán gần đúng nhất, dịch xuống top 3 chẳng hạn. Chứ trường hợp mình lên chắc chả ai nghĩ mình lên nữa. Hàng nụ nộ phát này nữa được. Nên Luffy đấm bồi nữa chắc giết Zoro luôn. Là mình nếu mình win cửa này là 126 thua một cửa. Trận này bây giờ mình roll cho tròn 500k vàng đó. Nó cũng hơi khổ tí thôi, roll cho tròn. Bây giờ chả quan tâm tướng gì mạnh hay yếu, mình roll cho tròn vàng cho mình lấy trận chốt hạ sau. Chui ra vào lại tí nữa cập nhật vàng chuẩn chuẩn đi. Ra là 440 mấy này, này. Đánh nhiều nhiều thì chắc chắn trong này có những trận rất là mạnh lắm, nhưng mà chẳng qua mình bỏ qua cho tròn vàng. Mất công đánh cho tròn. 448. Mình ngại cộng trừ nhân chia mới chui ra vào lại tí, sai số một tí. 456 rồi. Không đua top gốc nên thành ra nó cũng sẽ rôi đến tí. Một lần như là mới khoảng tầm 200k vàng, à 200 vàng hay sao, mình chả nhớ lắm. Lâu lắm không để ý. 482. Sát mốc rồi đấy. Xem con nào mạnh một tí không, xem một chốt được. Robin, Domingo, Zeo, 2 búp, thử chui ra xem bao nhiêu. 494 chưa được, là mới tiếp. Tròn hẳn không tròn được đâu, xem đúng trận nữa cơ. Đúng trận này xem chui ra. 496, 497, 50 chưa được. Vẫn chưa được. Ken, Zoro, Sanji, 2 búp. Và trọng chưa đến mốc. Cái đấy là trận nào dám đánh được thì chui ra thượng lại đi, chui ra vào lại đi xem đủ vàng chưa. Vẫn thiếu một tí xíu, gần đủ đấy. Chắc là trận tiếp theo sẽ đủ rồi. Để sẽ vượt qua một chút xíu. Dawson, Franky. Nếu để trận này chắc là đủ vàng đấy. Đây 500 rồi đúng không? Khiêu chiến nhá. Bắt nhá. Chưa chắc trận này không cứng lắm đâu, mới bắt cho tròn vàng nữa. Dawson, Shidaoshi. Búp. Nên chơi 3 búp nhỉ. Dawson, Franky tập trung ở giữa này. Nếu con này hứng đòn trên hỗ trợ Shidaoshi đánh nhiều này. Để vậy cho Shidaoshi choáng cùng nhá. Thua thì thôi nhá, mình không quan tâm lắm. Đánh tinh thần rồi đánh liều này. Rồi, tấn công nhá. Thắng cũng được mà thua cũng được. Đánh vầy tròn bốc rồi. Sao mình ra mình đổi thêm tí vàng ở trên web vào nữa cho ăn tròn bốc phản hồi luôn là sao? Sao chuẩn bị chờ đón sự kiện 30 tháng 4 rồi. Nếu ngày mai sự kiện 30 tháng 4 luôn thì tốt. Còn nếu mà trong tuần nữa thì lại nghĩ thêm tuần nữa. Mình đổi thêm 150k vàng vào. Sau xem nốt trận này ra nhận nốt cái phản hồi thì sao.
Và top 1 là mất rồi nên kể cả từ giờ đến tối có phát sinh vấn đề tụt top cũng kệ nhé. Ở đây chắc là phải này chắc là win rồi, đánh vậy sao thua được. CDLC đánh khỏe lắm đấy chứ. CDLC đánh tỷ lệ choán cũng cao. Xong đánh hiệu ứng cái thứ giảm đam thứ vào cũng nhiều. Choán là con Ken là lợi thế rồi. Rồi ok, như vậy tạm thời đứng hạng 2, còn giữ được không thì không quan tâm lắm. Sau đây nhận tí cái quà này, liên thắng chỉ đến mức 27 thôi. Tiêu vàng nhận tốt cái quà mức này nhé, làm cho tròn nữa. Nên giải đấu tạm thời dừng đấy nhé. Cũng định lên top 1 mà không đủ được, chấp nhận vậy thôi. Đấy là tiêu tròn vàng tí thôi. Tại vì mục tiêu chỉ như thế. Rồi sau khi bơm vàng xong ăn nốt cái quà mức cuối. Cái này nữa mình vào treo một tí lấy tí quà rồi. Đấy ăn về skin mốc 1 triệu 5 vàng nữa. Ăn thêm cái quà ngày nữa. Rồi bây giờ thì thôi mình đi treo cái smile tí xíu nên là thôi thì chắc mình kết thúc video ở đây luôn đi đánh quà lý này. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và bây giờ thôi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.